Hello, chào các bác, quay trở lại với số Phạm Huấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác một cái mã đèn. Cái này nó là một cái đây, nó sẽ là một cái Hệ thống cái này thì không bao gồm đèn nhá. Đấy, đây. Nó sẽ là đèn đèn làm việc các bác này. Đây, đèn làm việc như này. Đấy, nó sẽ là một cái chân đèn ở cái bàn làm việc như này. Đấy, các bác có thể là lật lên lật xuống như này này đấy. Và có thể điều chỉnh tăng giảm như này nhá. Đấy, lên cho em là đèn bàn làm việc nhá. Con này thì giá chỉ có trên 100.000 thôi. Đây, các bác có thể tùy chỉnh ở đây được. Đó, nó sẽ có cho các bác là một cái chân đế như này để các bác lắp nó vào này. Đấy, lắp nó vào cho em. Đó, xoay đi xoay lại này. Rất là ok luôn nhá. Lắp vào xoay đi xoay lại này. Đó, có thể ngoặt lên ngoặt xuống này. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có cho các bác là công tắc luôn. Có cả công tắc ở đây. Đấy, về nhà các bác chỉ việc là lắp bóng vào là xong thôi. Cái này thì các bác lên cho em là đèn đèn làm việc nhá, đèn làm việc. Đấy, cái này các bác có thể dùng để mình làm việc này. Đấy, rồi là học hành, nói chung là đa di năng luôn. Đó, lên cho em là đèn làm việc. Giá sẽ là 145.000 nhá, 145.000. Chiều cao của nó thì nó lên tới độ khoảng là 60 cm, 5-60 cm nếu mà các bác ngửa hết lên nhá, rất là tiện luôn. Và nó có cái phễu như này. Đó, đèn làm việc 145.000. Tiếp theo thì em lên cho bác ba cái mẫu nước hoa này. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là Chanel, Gucci và nước hoa Dubai. Nước hoa Dubai thì một tip này của nó sẽ là đi 60.000, 60.000 cho một tip như này. Đấy, 60.000 một tip như này nha. Một hộp này bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5, một hộp 5 chai như này. Giá sẽ là 60k nhá. 60.000 nhá, 60k. Nước hoa Dubai, một hộp chiết 5 chai này 60.000. Còn cái này nó sẽ là nước hoa Chanel nhá. Đi nốt cái kia đi. Cái này là 120.000 nhá. Này. Đây. 120.000 nhá. 120.000. Nước hoa Gucci và nước hoa Chanel đều là 120.000 nhá. Đây. Hàng sản xuất ở Pháp này, Made in France này. Đó, con này thì sản xuất ở Anh này. Đấy, sản xuất ở Anh. Đây, Made in UK nhá. Đó. Thì con này nó sẽ là 120.000 một lọ, các bác muốn lấy lọ nào thì lấy nhá. Hàng nguyên siêu nguyên đai nguyên kiện như này. Dung tích của nó là 100 ml nhé, 100 ml nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ ổ điện đây các bác này. Đấy, một cái ổ điện như này. Con này thì các bác lên cho em là ổ điện vuông trắng nhá, vuông trắng. Đấy, ổ điện vuông trắng 150.000. Ổ điện vuông trắng này, vuông trắng giá sẽ là 150k nhá. 150.000 cái ổ điện vuông trắng như này. Ổ điện vuông trắng 150.000, 1 2 3 4 5 chân cắm USB, một chân Type C nữa là 6 chân nhá. Đấy, và 6 ổ cắm như này. 150.000, dây dài khoảng trên 1 mét nhá. Rất là tiện luôn, ổ điện vuông trắng này. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái cà lê đa năng này nữa này. Đấy, cà lê đa năng đây. Thanh lý nốt cho các bác, giá sẽ là 10k nhá. 10.000. Nó sẽ có 3 đầu này, một đầu là từ 3 đến 8 và một đầu là từ 8 đến 17. Giá sẽ là 10k nhá. 10k cho con cà lê đa năng như này. Rất nhiều đầu luôn, 3 đến 8 và 8 đến 17 nhá. 3 đến 8, 8 đến 17. Tha hồ sử dụng luôn. Cà lê đa năng 10.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi xịt hơi nhá. Đấy, cái vòi xịt hơi như này. Nhà bác nào có máy xịt hơi xịt điếc thì mình lắp vào cho em. Vòi xịt hơi 80.000 nhá, 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm chết hàng của thương hiệu Crotman của Mỹ này, Crotman USA này. Đó, kìm chết của Mỹ. Con này thì giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000. Đây, 100k kìm chết của Mỹ nhá. Đấy, Crotman USA này. USA chữ dập chìm luôn. Đó, Crotman USA nhá. Lên cho em là kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái ổ điện xanh trắng này. Con này sẽ là 55.000. 55.000 cho cái ổ điện xanh trắng như này. Con này thì nó sẽ là bao gồm các bác là 3 chân USB, 6 ổ cắm, có công tắc đóng ngắt nhé. Ổ điện xanh trắng giá sẽ là 55.000. 55.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con massage này. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là súng thư giãn nhá. Một con súng rất chất lượng như này. Combo cho bác luôn bao gồm là các đầu nhá. Và khi các bác nhấn lì thì nó sẽ chạy này. Và tăng cấp độ đây này. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Máy chạy khỏe, độ rung tốt nhá. Đấy, giúp cho các bác là massage này, đánh tan các cái phần đau mỏi nhức hoặc là đánh tan mỡ thừa trong các cái phần cơ thể này, bụng này, massage lưng cổ vai gáy này đều được hết nhá. Đấy, nó sẽ có các bác các cái đầu chân như này,
Đấy, các cái đầu chân như này. Về các bác lắp vào cho em 100. Con này thì giá chỉ có hơn 100 nghìn một chút thôi. Lên cho em là súng thư giãn nhá. Giá của nó sẽ là 100. Súng thư giãn này bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là súng thư giãn 170k nhá. 170 nghìn cho con súng thư giãn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái khay để các bác đựng thực phẩm, đựng thức ăn này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái khay như này các bác nhé. Chất liệu của nó thì bằng inox 304. Đây, inox 304 sáng bóng đẹp này. Đó. Thì con này dài khoảng là 25cm, rộng gần 20cm. Chiều cao thì khoảng 7cm. Đấy, một cái khay bằng inox như này. Cái này các bác có thể đựng thực phẩm, đựng thức ăn, có nắp đậy luôn nhá. Có nắp đậy luôn. Đấy, có nắp đậy. Rất là ngon luôn. Đây. Nắp của nó đây các bác này. Đấy, nắp của nó đây, có nắp đậy luôn. Các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn này. Đấy. Mang đồ thức ăn này hoặc là bóp nem, bóp nộm, đựng thực phẩm đều được hết nhá. Lên cho em là khay chữ nhật nhá. Giá thanh lý cho bác 40k thôi. Khay chữ nhật này. Đó, khay chữ nhật. Giá thanh lý cho bác là 40k một chiếc nhá. 40.000 một chiếc. Đấy, em cũng chỉ còn 5-6 chiếc nữa thôi. Thanh lý nốt cho bác. Lên cho em là khay chữ nhật, giá sẽ là 40.000 một chiếc nhá. Đó, 40k cho một cái khay chữ nhật như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm, đó là cái thảm lau chân nhá. Thảm lau chân giá sẽ là 40.000 một chiếc nhá. 40.000 một chiếc. Đấy, nó cũng có khá là nhiều màu luôn, thì nói chung là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho bác thôi. Đấy. Nó nhiều màu lắm, bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho bác thôi. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nỉ này, nỉ lộn. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Bên dưới thì cao su non, chống trơn trượt rất là tốt nhá. Đó. Giá thì sẽ là 40.000 thôi. Kích thước của nó là 40. Đấy, 40 x 60 cho nên là bên em lên nó là thảm 46 nhá. Thảm 46. Thảm 46, giá của nó là 40.000 một chiếc nhá. 40.000 một chiếc thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái khăn tắm Hàn Quốc này. Đấy, kích thước của nó là 70 x với lại 1m4 nhá. 70 x với 140cm. Giá sẽ là 40.000 một chiếc này, 40.000 một chiếc. Đó. Còn khăn rửa mặt thì sẽ là 20.000 ba cái nhá, 20.000 trên ba cái. Còn mua cả bịch này 10 cái thì sẽ là 50k nhá. 50k trên 10 cái luôn. 50.000 trên 10 cái như này, cả bịch nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái tất này. Tất của đợt này thì em về cho các bác cái lô tất của Adidas nhá, tất của Adidas như này. Thì các bác lên cho em là tất hộp nhá, tất hộp. Một hộp này của nó thì sẽ là 5 đôi nhá. Một hộp này của nó là 5 đôi. Tất hộp thì một hộp 5 đôi như này. Một hộp 5 đôi này em về nó sẽ có cho các bác là 3 màu nhá, 3 màu. Màu đen, màu xám và màu trắng. Màu đen, màu xám, màu trắng. Thì các bác lên cho em là tất hộp nhá. Tất hộp giá của nó sẽ là 85.000 nhá. 85.000 cho một vỉ như này. Đó. Lên cho em là tất hộp 85.000 một vỉ nhá. Một hộp như này. Đó. Các bác lên cho em là tất hộp giá sẽ là 85.000 nhá. Tất hộp này. Đấy, tất hộp màu đen, màu ghi và màu trắng 85k nhá. 85.000 đó. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái sản phẩm, đó là cái tất vỉ này. Tất vỉ thì hàng của thương hiệu Nike nhá. Hàng của Nike như này. Một vỉ này của nó thì sẽ là 10 đôi luôn. 10 đôi. Giá là 90.000 nhá. 90.000. Co giãn 4 chiều thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Co giãn 4 chiều thấm hút mồ hôi tốt. Giá sẽ là 90.000 vỉ như này. 90.000 vỉ này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái vòi hút rửa bát loại to nhá. Đây là cái vòi hút rửa bát loại to này. Loại to này thì giá của nó sẽ là đi 100.000 nhá. 100.000 cho cái vòi hút rửa bát loại to, có kèm cả giá đỡ như này. Về nhà các bác lắp cái giá đỡ này và cái phần cái ấy cho em. Đấy, và cái phần cái kim cái vòi chậu rửa cho em. Đó, vòi hút rửa bát loại to nhá. Giá sẽ là 100.000. Còn bên shop có cái vòi hút rửa bát loại nhỏ đây. Loại nhỏ thì nó không có giá đỡ. Đấy, không có giá đỡ. Chỉ có đầu vòi thôi. Giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho cái vòi loại nhỏ như này. Tiếp theo thì sẽ là một cái máy nhổ lông vịt. Con này sẽ là 165.000. Cái này em bán rất là nhiều rồi. Đấy, chỉ có bật điện này lên thôi. Đấy, là nó sẽ xoay như này, là nó sẽ kéo cái lông vịt vào các bạn. Đấy, nó kéo vào này các bạn này. Được nhá. Cái lông vịt này nó sẽ kéo vào như này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, nó kéo vào này. Kéo rất là mạnh luôn nhá. Đấy, thấy chưa? Đó, rất là tốt luôn. Hai cái này nó sẽ xoay tròn này. Hai cái này nó sẽ xoay tròn. Đây,
Và cái cơ chế nó xoay như này là nó sẽ kéo cái lông vịt vào này. Đấy. Máy nhổ lông vịt 165.000, nhổ cực kỳ là ngon luôn. 165.000 cho cái máy nhổ lông vịt như này. Tiếp theo là cái tô vít đa năng này. Đấy, đây nó sẽ là một cái tô vít như này, rất là đa di năng luôn. Có đầy đủ các đầu cho các bác này. To nhỏ lớn bé này, đấy. Dẹt tròn ba khe đầy đủ. 80.000 nhá. Các bác dùng cái nào thì mình hất ra như này cho nha. Đó, 80.000 cho một con tô vít đa năng 8 đầu như này. 8 trong 1 luôn. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn cúc áo siêu sáng luôn. Con này thì giá của nó chỉ có cho các bác là đi đây, siêu sáng luôn. Đấy. 30.000 nhá. 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Đấy. Các chức năng như là cúc áo này, móc khóa này, khui bia, mở nắp chai đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, có cả 5 chấm hít 30.000. Tiếp theo là đũa inox của Đức này, hàng thương hiệu Willing của Đức. Giá sẽ là 55.000. Một vỉ này bao gồm 5 đôi. Đây. Một vỉ này bao gồm 5 đôi cho bác luôn. Đũa inox hàng thương hiệu Willing của Đức nhá. Một vỉ 5 đôi, 55.000. Đó. Xìa của thương hiệu Willing của Đức, một vỉ này của nó sẽ là 60.000. 60.000 cho một vỉ 5 đôi. 5 chiếc. Đấy. Hàng inox 304 cũng sáng bóng đẹp luôn. 60.000 đúng không nhá? 60.000. Đây các bạn này, con máy nhổ lông vịt đây này. Đấy. Chỉ cần đưa vào gạt phát là hết này. Đấy. Và theo. Rất ngon các bác nhá, máy nhổ lông vịt nhá. Hello, chào bác, quay trở lại với số phẩm hớn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là củ sạc nhá. Cái này thì lên cho em là dây củ sạc màu vàng như này. Đấy, lên cho em là dây củ sạc màu vàng nhá. Đấy, cả dây cả củ màu vàng như này. Thì cái này nó sẽ là một cái dòng cực kỳ là đa di năng cho các bác luôn. Đó, đa di năng nhá. Con này thì công suất của nó sẽ là 120W nhá, 120W. Combo cho các bác cả dây cả củ như này thì giá của nó sẽ là đi các bác lên cho em là củ vàng nhá, củ vàng này, củ vàng. Giá của nó sẽ là 75k nhá. 75k cho một cái bộ cả củ cả dây như này, cả củ cả dây như này nhá. Đấy, và đây nó sẽ là dòng dây đa năng. Nếu mà các bác mua nguyên dây thì giá của nó sẽ là 45.000 nhá. 45 đúng không? À, mua nguyên dây thì giá sẽ là 45k cho một cái dây như này nhá. 45k cho một dây như này. 45.000. Dây này nó sẽ là một cái dòng dây đa năng. Các bác có thể giật ra như này này. Đấy. Giật ra như này thì nó sẽ là hai chân tai si này. Giật ra như này thì là hai chân tai si. Cắm vào thì các bác sẽ sử dụng được là chân của iPhone này. Và cắm vào nữa thì các bác sẽ sử dụng được chân của thằng USB này, chân USB. Đó. Thì các bác lên cho em là dây sạc 4 đầu nhá. Dây này nó sẽ là dây sạc 4 đầu nhá. Còn cái này thì các bác lên cho em là củ vàng này. Củ vàng là 75.000. Đấy, củ vàng cộng dây giá sẽ là 75.000. Củ vàng cộng dây là 75.000 nhá. Còn nếu các bác có củ rồi mà mua nguyên dây như này, mua nguyên dây như này thì dây này là dài tầm khoảng là đi dây này dài khoảng gần 1 mét nhá. Đấy, dài khoảng là đi dây này thì dài khoảng gần 1 mét và nó sẽ là dây sạc 4 đầu nhá. Lên cho em là dây sạc 4 đầu, giá sẽ là 45.000. Đấy, rút ra bình thường thì nó sẽ là hai chân tai si này. Cắm vào thì các bác sẽ có cho các bác là một chân tai si, một chân iPhone này. Và cắm vào nữa thì các bác sẽ có cho em là một chân iPhone và một chân USB này. Nói chung là rất là đa di năng luôn. Đấy, thì các bác có thể cắm vào như nào cũng được. Đó, dùng iPhone cũng được, mà dùng tai si cũng được, mà dùng USB cũng được. Đó, đa di năng như này. Lên mã giúp cho em đó là dây sạc 4 đầu, giá sẽ là 45.000 nhá, 45.000. Tiếp theo thì nó sẽ là về cho các bác cái sản phẩm đó là búa vàng nhá. Lên cho em là búa vàng. Đấy, đây nó sẽ là một con búa như này. Đấy, một con búa như này. Ở đây thì trong này nó sẽ là một cái tô vít nhá. Tô vít như này. Tô vít và cái tô vít này thì nó sẽ có thêm một cái tô vít bé này nữa này. Đấy, một con tô vít bé như này. Đấy, và đây thì nó sẽ có một cho các bác là một cái đầu mũi như này nhá, một cái đầu mũi như này. Thì các bác có thể lắp vào đây này. Đấy. Các bác có thể lắp vào đây như này. Đấy, một con búa rất là đa di năng luôn. Đây, xoáy ra này. Xoáy ra. Đấy, rất là tiện ích luôn nhá. Đó.
Nói chung là con này thì cực kỳ là đa di năng luôn, rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm. Đấy, các cái đầu mũi vít các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Đó, đầu vít như này, con này dùng rất là tiện ích luôn. Lên cho em là búa vàng, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi. Các bác lên cho em là búa vàng nhá, búa vàng chiều dài của nó thì vào khoảng là 15 cm, dài khoảng 15 cm, và cái phần thân búa này thì nó vào khoảng là 4-5 cm. Nói chung là rất là chắc luôn, con này rất là chắc luôn này các bác. Đấy, dùng rất là thích này. Đấy, các bác dùng để làm thợ làm nghề rất là thích luôn. Đấy, chất liệu thì bằng hợp kim mạ đồng dày dẫn chắc chắn ngon lành. Lên cho em là búa vàng, giá sẽ là 60k nhá. 60.000 cho một con búa vàng như này. Lên mã giúp cho em là búa vàng, giá sẽ là 60.000. 60.000 mỗi em búa vàng như này thôi. Giá siêu hợp lý cho các bác luôn. Anh em các bác có thể mua để về mình sử dụng trực tiếp hoặc là chế đồ, làm nghề ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con cưa xích nhá. Đấy. Đây. Đấy, cưa pin nhá. Con này cưa bằng pin. Đấy, cưa pin như này. Các bác lắp ở đây cho em này. Đấy. Có cho các bác là hai viên pin luôn, hàng của thương hiệu Makita. Đây, rất là ngon luôn. Đấy. Khi các bác về thì các bác lắp cho em cái phần lam này vào này. Cái này thì em cũng không tiện lắp. Về nhà thì các bác xoáy ra cho em, lắp cái phần lam này vào đây, lắp phần lam vào đây này. Đấy. Sau đó thì các bác lắp cái phần lưỡi xích này vào. Phần lưỡi này vào nó sẽ có cho các bác là hai bộ lưỡi luôn. Hai bộ lưỡi này. Hai bộ lưỡi này, hai quả pin này. Hai quả pin, một cáp sạc nhá. Đấy, khi các bác nhấn thì nhấn cho em cả cái này luôn. Đó, nhấn cả cái này luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý luôn, chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu? 420.000 mà các bác có tới 4 quả, 2 quả pin luôn nhá. Hai quả pin của Makita như này thì pin này các bác dùng đa di năng luôn, có thể dùng cho em vào các cái loại quạt kiếc đều ok hết, rất là tiện luôn. Đó, pin của Makita đây, thân máy rất là ngon như này, giá sẽ là 420.000. lên cho em là máy cưa pin nhá, máy cưa pin. Đấy. Máy cưa pin này đó, máy cưa chạy bằng pin, giá sẽ là 420k, bao ship tận nhà cho bác luôn. 420.000 cho con máy cưa pin như này, bao sim tận nhà nhé, bao sim tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là ca rượu nhé, ca rượu. Con này thì giá chỉ có 60.000 cho một cái ca đựng rượu như này thôi. Đó, lên cho em là khay rượu nhá, một cái khay như này. Đấy, một cái khay hoặc một cái ca như này. Đấy, ở đây nó sẽ là một cái khay nhựa này. Tiếp theo là một cái khay bằng inox như này. Đấy, đường kính của nó là 18 cm, có tặng kèm cho các bác là một cái ca múc như này luôn, một ca múc như này để mình rót này. Giá 60.000 thôi, bác nào hay uống rượu này, đấy, nhà hay có khách khứa thì dùng con này nó rất là tiện, khỏi phải dùng máy dùng móc nó lằng ngoằng. Cái này các bác cứ đổ rượu ra đây để vào giữa mâm, thế là mình múc là mình ấy thôi. Ngoài ra thì đây nó sẽ là một con inox rất là dày, các bác có thể dùng để làm nem, làm nộm, múc canh, múc riêu, múc đồ ăn. Ngoài ra thì con này các bác có thể tách ra, nếu mà mình không sử dụng thì mình đựng đá này, đựng thực phẩm này, nói chung đều ok hết. Hai con này các bác có thể tách rời để mình sử dụng riêng biệt, hoặc là mình dùng để đựng đá và cho rượu vào đây uống vừa mát vừa lành vừa ngon. Giá sẽ là khay rượu 60k thôi, khay rượu 60.000. Đấy, giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái nhang trầm nhá. Đấy, đây, cái này là nụ trầm này. Nụ trầm sẽ là 45.000 cho một hộp như này. Đấy, nụ trầm 45.000 cho một hộp này. Đấy, một hộp này thì của nó có tới là mấy chục nụ luôn. 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, tầm khoảng 20 nụ nhá. Đấy, tầm khoảng 20 nụ trầm như này. Giá sẽ là 45.000. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái nhang trầm nhá. Nhang trầm này thì giá của nó sẽ là đi 40.000 thôi. 40.000 cho một hộp nhang trầm các bác nhá. 40.000 một hộp. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Bảo Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác còn một ít cái dao dọc giấy nữa, thanh lý nốt cho các bác. Giá cực kỳ hợp lý luôn. Giá của nó sẽ là bao gồm cả dao cả lưỡi như này, nó sẽ là 7.000 một chiếc và 20.000 ba chiếc nhá. Giá thanh lý cho các bác giá tốt luôn. Lên cho em là dao dọc giấy nhá, sẽ là 7k một chiếc thôi. Đó, và nếu bác nào mua 23 cái thì sẽ là 20.000. Nói chung là 7.000 thì lẻ quá em không bán được. Thôi em bán cho các bác là 20.000 ba chiếc nhá. 20.000. Đấy, mua là phải combo 3 con. 3 con 20.000 thôi, chứ còn 7.000 thì 7.000 thì nó hơi lẻ tiền, cho nên là em bán từ 3 chiếc trở lên. Bán thanh lý cho các bác 3 cái 20.000 nhá. 3 cái 20.000, còn mua lẻ thì vẫn chấp nhận là 10.000 đi. Còn mua combo thì sẽ là vẫn là 20.000 ba chiếc nhá. 20.000 ba chiếc dao dọc giấy này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cái giá đỡ mài dao này, giá đỡ mài dao, giá sẽ là 75.000. 75.000 trong con giá đỡ mài dao như này. Cái này các bác lắp vào cho em vào cái đầu máy khoan này. Còn cái này thì các bác lắp vào cái đầu mài này. Đấy, lắp vào cái đầu mài như này. Đấy, sau đó thì
Sau đó thì các bác xoay như này cho em này. Đấy, và nó xoay này này, nó kèm cho các bác một viên đá luôn. Đấy, viên đá nó xoay thì các bác đưa vào mình mài dao rất là tiện luôn. Nhà bác nào cũng có các cái loại máy khoan cầm tay này. Đấy, về nhà thì các bác bắt cho em con ốc vào đây. Bắt con ốc vào đây là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 75.000 nhá. 75.000 cho cái giá đỡ mài dao như này, giá đỡ mài dao bao gồm cả giá cả viên đá luôn. Đấy, cả một viên đá mài như này có 75.000 thôi. Về nhà các bác lắp vào cái máy khoan, máy cắt, máy mài nhà mình cho em. Đây các bác này, con này thì cực kỳ đơn giản luôn. Về nhà thì các bác lắp lên một cái bản gỗ cho em. Đó, lắp lên cái bản gỗ này. Đưa máy khoan vào. Đấy, đưa máy khoan vào. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Rất tiện ích luôn nhá. Đấy, các bác thấy không? Tiện ích vô cùng luôn. Con khoan này thì nhà nào cũng có rồi. Đó, về nhà các bác cứ thế là mình sử dụng thôi. Rất là tiện các bác này. Đó, giá thì chỉ có 75.000 thôi. Đã kèm cả viên đá, cả một cái thân máy như này rồi. Đó, về nhà các bác bắt vít vào cái tấm gỗ cho em. Đó, sau đó thì mình đưa cái máy khoan vào là mình sử dụng thôi. Nó rất tiện ích luôn nhá. Lên mã giúp cho em là giá đỡ mài dao 75.000. Của nó đi kèm cho các bác là cả ốc yếc đầy đủ nhá. Ốc rồi bát rồi đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đấy, ốc bát đầy đủ như này. Về nhà các bác bắt vào đây. Đấy, cho vào đây này. Đấy, cho vào đây. Xoáy ốc vào cho em này. Đấy. Các bác cho vào đây, mình xoáy ốc vào này. Đó, xoáy ốc vào này. Đó, là xong. Đấy các bác thấy không? Còn cái đầu này thì mình lắp vào trong cái máy khoan này. Có kèm cả ốc vít cho các bác luôn. Ốc vít để mình bắt vào gỗ luôn nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Combo cho các bác. Giá chỉ có 75.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bếp than trắng nhá. Đấy, bếp than trắng. Hôm trước thì em có về cái bếp nướng Mỹ thì đợt này hết hàng rồi. Và về cái lô này, lấy cái thước đây. Về cái lô này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn một chút. Thì các bác dùng nó cũng tiện ích hơn và đỡ tốn than hơn nhá. Đấy, cái này thì khách hàng đánh giá là dùng nó ok hơn, nó gọn hơn và đỡ tốn than hơn. Đấy, các bác có thể gấp vào rất là gọn này. Đấy, các bác cứ úp như này thì em là nó tự gấp vào này. Khi gấp vào thì nó rất là gọn như này con này. Đấy, gấp vào nó rất là gọn như này. Đó, em nó gấp vào cho các bác xem đây. Khi gấp vào thì kích thước của nó chỉ có là đi 40 này. Chiều dài là 40 nhá. Dài là 40. Đó, và chiều ngang của nó là 20. 40 20 các bác nhá. Còn khi giả ra thì các bác cứ thả cũng như này thì em là nó sẽ ra này. Đấy, các bác tháo hai cái chân này ra này. Giả hai cái này ra để xuống là cái khay này nó tự hấp xuống này. Đấy, và mở cái này ra này. Đó, thì nó rất là tiện ích luôn. Đó, thì đây nó sẽ là một cái dàn như này để các bác đặt thịt nướng niếc lên này. Đó, và cái này thì nó sẽ tự nâng lên tụt xuống cho các bác, nó rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó, một con bếp nướng rất là xịn sò như này. Lên theo là bếp than trắng nhá. Bếp than nó màu trắng như này, chất liệu của nó thì bằng thép nhá. Đấy, bằng thép như này. Lên theo là bếp than trắng, giá sẽ là 280.000. 280.000 cho con bếp than trắng như này. Khi mà mình giả ra nhé, khi giả ra thì tổng cái chiều dài của nó sẽ là đi 68cm nhé, 68cm. Đó, tổng chiều dài là 68cm. Con này thì nó rất là gọn. Và chiều sâu của cái phần đựng than này thì nó được 10cm. Thì các bác cũng đựng than thoải mái. Nói chung là con này dùng để nướng thì rất là ngon, vừa xinh. Đấy, rất là gọn gàng luôn. Lên theo là bếp than trắng, giá sẽ là 280.000 thôi. 280.000 cho con bếp than trắng này. Bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái mã đồng hồ. Đấy, đó là đồng hồ cái này giá bao nhiêu đây? Đồng hồ Rolex nhá, về mẫu mới bản này to hơn. Giá sẽ là 350.000. Đấy, bản này của nó sẽ là bản 40 nhá, bản 40. Đấy, bản 40 thì mặt nó to hơn cho nên cái giá nó sẽ nhỉnh hơn một chút. Trước thì em đang bán là 300 thôi. Đấy, đợt này thì sẽ là cái bản mặt to. Rolex bản mặt to, giá sẽ là 350.000. 350.000 cho con đồng hồ Rolex như này. Đó. Có lịch nhá, có lịch luôn, có ngày tháng như này. Đấy, có lịch ngày tháng như này nhá. Đấy, và rất là đẹp luôn, có mặt vàng và mặt đen. Có mặt vàng mặt đen như này, một con đồng hồ Rolex cực kỳ đẹp luôn. Giá sẽ là 350.000 bao ship đến tận nhà nhá. Con này của nó thì nó là đồng hồ Rolex nhá và nó là bản chạy bằng pin nhá. Đấy, chạy bằng pin này. Đó. Bản chạy bằng pin nhá. Chạy bằng pin. Giá sẽ là 350.000. Đấy, size của nó là size 40 nhá. Size 40. Đó, và bản chạy bằng pin. Giá sẽ là 350.000, có mặt vàng và mặt đen. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ cờ bằng gỗ như này nhá. Đấy, quân cờ nó bằng gỗ như này. Giá thì sẽ là giá thanh lý cực kỳ tốt luôn. Đó. Quân cờ gỗ như này nhá. Đấy, quân cờ bằng gỗ như này. Giá sẽ là đi bao nhiêu nhỉ? 70.000 giá thanh lý cho bác còn là 50k nhá, 50.000. Đấy, quân cờ gỗ. Em còn có 2 bộ thôi. Giá thanh lý nốt cho bác 50.000 một bộ này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái sáp ong để các bác làm
làm bóng đồ gỗ này, làm bóng làm đẹp đồ gỗ nhá. Giá sẽ là 25.000 thôi. Sáp ong. Đấy thì cái này về các bác chỉ là lấy khăn này, sau đó thì các bác đánh lên đồ gỗ nhà mình, nó sẽ giúp làm bóng rất là tốt luôn. Làm bóng làm mới đồ gỗ rất là tốt nhá. Đấy, làm bóng làm mới và lên màu rất là tốt luôn. Lên cho em là sáp ong, giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho một lọ sáp ong như này. Đấy. Đây các bác này, các bác cứ đổ ra cho em, sau đó thì mình lấy khăn bông này hoặc là lấy cái mút biển mình lau lên cho em. Đó. Nó giúp làm bóng đồ gỗ rất là tốt luôn, như mới luôn các bác nhá. Đó, như mới luôn. Giá này chỉ có 25.000 thôi. 25.000 các bác này. Đấy. Lau đến đâu là bóng đến đấy luôn. Các bác thấy chưa? Đó, sáp ong làm bóng đồ gỗ này. Giá chỉ có 25.000 thôi mà lại cực kỳ là hiệu quả luôn. Lau đến đâu là bóng đến đấy. Đấy, rất đáng đồng tiền bát gạo nhá. Các bác về mình trang trí cho đồ đoàn nhà mình, những các cái đồ gỗ nhà mình. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã đèn đây. Đấy, con này thì các bác lên cho em đó, nó sẽ là một cái mã đèn siêu mini luôn. Thì em lên nó sẽ là đèn ngón tay nhá. Đấy, nó chỉ bằng ngón tay thôi. Lên cho em là đèn ngón tay như này. Đó, đèn ngón tay. Giá thì chỉ có 40.000 cho con đèn ngón tay như này thôi. Đèn ngón tay này. Đó. Đèn ngón tay, giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho con đèn ngón tay như này. Có sẵn đèn và cáp sạc này. Thân của nó thì bằng nhôm nhá. Con này thì các bác dùng để mình đi gọi là đây, công tắc bật đằng sau có cáp sạc này. Đấy. Các bác dùng để mình gọi là đi đâu cũng được. Đấy, ban đêm ban điếc rất là tiện luôn. Nó nhỏ gọn này, dùng để mình đi làm này. Đấy, hoặc là đi ban đêm, đi học, đi hành về mà cần một con đèn để chiếu sáng này. Rất là sáng luôn các bạn, sáng lắm. Đây các bạn này, đó, sáng chưa? Các bạn thấy không? Giá thì rất là hợp lý nhá. Giá rất hợp lý luôn. Đó, chỉ có 40.000 cho một con đèn ngón tay như này thôi. Đấy, nó to hơn ngón tay cái của em một chút này. To hơn ngón tay cái một chút. Nhưng mà pha của nó thì rất là giỏi luôn. Đây các bạn này, đấy, pha của nó này. Các bạn thấy không? Đây. Đấy, một con đèn bé nhưng mà lại rất là có võ nhá. Lên cho em là đèn ngón tay nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 cho con đèn ngón tay như này. Đấy, nó sẽ chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 10 cm, hơn 10 cm một chút này. Đó, nó sẽ có là một cái đèn bên hông này. Đấy. Đây. Sáng mạnh này, nhấp nháy này, rồi một đèn bên hông nữa này. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. 40.000 thôi. 40.000 nhưng mà công năng sử dụng thì cực kỳ nhiều luôn. Đèn ngón tay, giá sẽ là 40.000 nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu đèn mới nữa. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái mẫu đèn cũng khá là VIP luôn. Đó. Con này thì đây, đấy, cũng rất là sáng các bác này. Đây, con này thì sẽ là 70.000. Đấy. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cổ tay nhá, đèn cổ tay. Nó to bằng cái cổ tay như này. Đấy. Con này thì nó sẽ là to bằng cổ tay như này nhá. Nhưng mà các bác lên cho em là đèn 25 nhá, đèn 25. Đấy, tại vì là chiều dài của nó là 25 cm các bác. Chiều dài của nó là 25 cm thì em lên theo kích thước cho nó dễ. Đó, đây các bác này. Đây, rất sáng luôn. Bật về trước thì nó sẽ là cái đèn pha rọi như này. Pha rất là rọi luôn các bác này. Đấy, pha rất là rọi luôn. Các bác thấy không? Đó, bật về trước này. Còn khi mà các bác bật về đằng sau thì nó sẽ là một cái pha như này. Pha đứng như này thì các bác có thể dùng để ăn cơm ăn nước nhá. Và ưu điểm của con này ấy thì nó sẽ là chân sạc trực tiếp như này. Các bác chỉ cần cắm sạc vào ổ điện cho em là xong, không cần phải lằng ngoằng dây dợ nhá. Đấy, nó có rất là nhiều ưu điểm luôn. Dài thì là 25 cm thì lên cho em là đèn 25 nhá, đèn 25. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 nhá. 70.000 cho một con đèn 25 như này. Lên mã giúp cho em là đèn 25, giá sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho con đèn 25 như này. Tiếp theo thì em lên cho bác một con đèn nữa, đó là đèn xe nhá. Đèn xe, giá sẽ là 60.000. 60.000 cho một con đèn xe như này. Con này thì nó sẽ là một cái con đèn để các bác dùng để mình lắp vào xe đạp cho em. Đấy, lắp vào xe đạp các bác. Đấy. Nó sẽ có là một cái lẫy này để các bác lắp vào này. Lắp vào cái ghi đông xe đạp này. Một cái chân sạc này. Và đèn cũng rất là sáng các bác nhé. Các bác có thể dùng từ 3 đến 5 tiếng tùy theo mức độ sạc và mức độ sáng này. Đó, đây. Rất tiện luôn. Có cả còi này. Đấy, rất tiện nhá. Đấy. Còi của nó cũng khá là to luôn đấy các bác. Còi to lắm. Đó, thấy không? Còi rất là to luôn. Thì dùng con này cũng rất là đã nhá. Đó. Các bác đi xe đạp thì hay đi tập thể dục riêng ban đêm thì dùng con này cho em, rất là tiện luôn. Lên thì em là đèn xe đạp nhá, đèn xe đạp. Giá sẽ là 60.000 cho một con đèn xe đạp như này thôi. Giá của nó chỉ có 60.000 thôi. Rất là sáng luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mã sản phẩm đó là cái bọc yên bằng da nhá. Nó sẽ là con bọc yên bằng da như này thì khi các bác dùng thì nó sẽ giúp cho xe của các bác luôn luôn mới nhá. Đấy, luôn luôn mới luôn. Đây, có sẵn như này rồi. Đây.
chống nước chống nóng này, chống nước chống nóng rất là ok luôn. Có nước thì là nó sẽ tự trôi đi nhá, có nước tự trôi đi này. Đấy, và chống nóng rất là tốt luôn, chống nóng rất là tốt luôn. Thì các bác dùng rất là đã luôn, chỉ cần là bọc lên cái xe của mình là xong. Các bác không cần phải đi bọc nữa, không cần phải đi bọc nữa. Giá sẽ là 45.000 cho cái bọc yên bằng da như này. Con này là phù hợp hết các loại xe luôn, phù hợp hết các loại xe luôn. Chất liệu của nó thì bằng da lộn nhá, bằng da lộn rất là lì như này. Các bác dùng rất là bền bỉ và sạch sẽ luôn. Các bác nào xe cũ chỉ cần mua cái này về bọc cho em là lại xe lại như mới luôn. Lên cho em là bọc yên da, giá sẽ là 45.000 nhá. Đây. Lên cho em là bọc yên da, giá sẽ là 45.000. Các bác này, đấy, cái xe của bác đang cũ, các bác bọc cái này vào cho em như mới luôn. Bác thấy không? Đó. Như mới luôn. Đấy, chỉ cần bọc vào cho em là xong, sau đó thắt đai vào. Đó, rất là tiện ích luôn nhá. 45.000 là các bác lại có một cái yên mới luôn. Không cần gì phải đụng chạm đến cái xe cũ nữa. Rất tiện ích nhá. Đó, thấy chưa? Đó, các bác thấy không? Cái này các bác cần bọc cẩn thận và một tí là nó đẹp đẽ luôn. Chống nước rất tốt này. Đấy. Chống nước, chống nóng luôn, các bác thấy không? Đấy. Khô ngay lập tức luôn. Lên cho em là bọc yên da, giá sẽ là 45.000 nhá. 45.000. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Đấy, đây các bác này. Các loại xe đều phù hợp hết nhá. Các loại xe đều phù hợp hết các bác. Yên cũ bị nấm mốc này. Đấy. Chống nước, chống nóng này, thấy chưa? Đó. Rất ngon luôn. Bọc yên da nhá. Giá sẽ là 45.000 một chiếc thôi. Xe đạp, xe máy, các loại xe tay ga yếc đều phù hợp hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con dao nhá. Thì bên em có hai loại. Đầu tiên nó sẽ là con dao vuông như này. Dao vuông này thì giá sẽ là 150.000. 150.000 cho con dao vuông như này. Hàng của thương hiệu Wattbo, siêu sắc bén luôn. Dọc được cả dây bóng này là các bác biết rồi này. Đấy, dọc cả dây bóng này các bác biết rồi. Con này thì chiều dài của dao sẽ là đi 30 nhá. Phần lưỡi là 18. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là dao vuông, hàng của Nhật này, Japan, siêu sắc bén luôn. Đó, lên cho em là dao vuông, con này là 150.000 nhá. Đây. Độ bén của nó thì nói chung là khỏi phải bàn rồi các bác này. Các bác dùng cẩn thận, kéo đứt tay nhá. Đấy, bén chưa? Các bác thấy không? Đó, rất bén luôn. Dao vuông 150.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mã dao nhọn này. Đấy. Con dao nhọn này thì sẽ là 110.000 nhá. Dao nhọn là 110.000. 110.000 cho con dao nhọn như này. Con này cũng siêu bén luôn các bác. Đấy. Dao nhọn 110.000 các bác này. Đấy. Đây. Kích thước thì hai con nó cũng bằng nhau thôi. Đấy. Kích thước này hai con nó cũng bằng nhau thôi. Đấy, rất bén luôn các bác nhá. Rất bén luôn. Hai con đều sắc bén như nhau các bác này. Đều sắc bén như nhau các bác nhá. Đó. Hai loại này thì đều sắc bén như nhau. Đấy. Dọc giấy cực kỳ là ngon luôn. Đó, con này thì nó sẽ là hàng của Nhật đây, Japan như này. Đó. Con này thì các bác lên cho em là dao nhọn, giá sẽ là 110.000 nhá, 110.000. Nếu các bác lấy combo hai dao, một vuông một nhọn thì giá sẽ là 260.000 nhá. 260.000 bao ship luôn. Đấy, combo hai dao này. Đấy, mua hai dao nhá. Mua hai con thì sẽ là 260k và bên em bao ship nhá. 260.000 bao ship luôn. Đấy, giá cực kỳ tốt luôn, combo hai con, một vuông một nhọn như này. Đấy, combo hai con như này thì giá chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Còn mua lẻ thì con nhọn này sẽ là 101 này. Con nhọn này 101 và con vuông này là 150 nhá. 150. Đó, 150. Tiếp theo em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái hộp đựng thuốc lá nhá. Đấy, hộp đựng thuốc lá như này. Con này thì sẽ là một cái hộp không thôi. Hộp không có kèm một cái cáp sạc và ưu điểm của nó là có cả bật lửa luôn. Các bác chỉ cần kéo xuống như này là cái bật lửa nó lên này. Đó, bỏ ra là nó tắt, rất là tiện luôn. Thì khi các bác bỏ thêm cái bao thuốc lá vào đây, mình lấy ra này, chỉ cần là kéo xuống như này. Kéo xuống như này giữ lì cho em là cái bật lửa nó sẽ lên này. Đấy, không dùng nữa lại tắt đi. Lên cho em hộp đựng thuốc lá. Giá sẽ là 80k cái hộp đựng thuốc lá như này nhá. 80.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ làm vườn nhá. Bộ 4 làm vườn giá sẽ là 145.000. 145.000 cho 4 món như này. Đấy. Thì bên em có bán là bộ 3 và bộ 4 nhá. Bộ 3 thì sẽ là 100 bộ 3 chiếc thì nó sẽ là 3 chiếc như này nhá. Đấy. Bộ 3 chiếc thì sẽ là 130.000. 130.000 cho 3 cái như này nhá. 130.000. Còn các bác lấy thêm một cái này nữa thì giá của nó sẽ là bộ 4. Bộ 4 thì sẽ là 145.000. 145.000 nhá. Đấy. Bộ 4 làm vườn giá sẽ là 145.000 nhá. 145.000. Có cả bộ 3 nhá. Bộ 3 như này. Bộ 3 thì sẽ là như này. Và bộ 4 thì thêm một con to này nữa. Đấy, ở đây thì sẽ là một cái cào này, một cái cào này, một cái này là cả cuốc cả cào này và một cái xẻng này. Đó, một cái xẻng. Kích thước của nó thì chiều dài của nó sẽ là vào 40 nhá.
bản của cái xẻng này là gần 6 sen này. Đấy, bản của cái cuốc này thì bản của cuốc này cũng là 6 sen và bản của cái cào này là 10 sen. Đó, 10 sen. Đấy là thông số em đo cho các bác. Ngoài ra thì nếu các bác mua combo 4 cái thì sẽ thêm một cái xẻng to này nữa là 145.000. Đây. Lên cho em là bộ 4 làm vườn 145.000, còn bộ 3 món như này thì sẽ là 130.000. Thì các bác lấy bộ 3 thì lấy, mà lấy bộ 4 thì lấy các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy trà bếp nhá. Đây, nó sẽ là một con máy trà bếp như này. Đấy, đầy đủ các cái đầu trà, đầu chiếc rồi cáp sạc này. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn, các bác thấy không? Đây, một con máy trà bếp như này. Các bác dùng để mình trà kỳ cọ bếp rất là ngon luôn. Đó. Lên cho em là máy trà bếp nhá. Đấy, dùng để đánh bàn bếp này rồi là cọ nhà tắm, nhà vệ sinh này. Giá sẽ là 70k nhá. 70k thôi. Máy trà bếp 70.000 cho con máy trà bếp như này. 70.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là một cái sạc dự phòng nhá, sạc dự phòng của thằng Takasio của Nhật này, Takasio của Nhật made in Japan này. Đó. Con này thì dung lượng pin của nó cực khủng luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là ba cái cổng để các bác sạc vào điện thoại này và một cổng sạc vào này. Đấy, một cổng sạc vào. Ngoài ra nó có kèm sẵn dây sạc cho bác luôn. Dung lượng pin của nó sẽ là 20.000 mAh. 20.000 điện cho bà chưa? Dung lượng của nó sẽ là 20.000 mAh này. Đấy. Dung lượng cực khủng luôn. Và giá của nó sẽ là đi cái này bao nhiêu đấy? Pin dự phòng 230.000 nhá. 230.000. Đấy, lên cho em là sạc dự phòng nhá. Sạc dự phòng này, sạc dự phòng 230.000 bao ship tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì em có cho các bác cái combo đó là bàn chải VIP. 1 2 3 4 5 6 cái bàn chải VIP như này. Giá bao nhiêu nhỉ? 45.000 cho 6 cái bàn chải VIP như này nhá. Lên cho em là bàn chải VIP này. Chất liệu của nó thì của nó là sợi cực kỳ là mềm luôn, sợi mềm nhưng mà nó lại có cái độ đứng như này. Thì khi các bác dùng thì nó không bị chòe nhá. Đấy, và rất là xịn sò cho các bác luôn. Cầm nắm rất là vừa tay luôn. Lên cho em là bàn chải VIP, hộp đựng đàng hoàng. Giá sẽ là 45.000 nhá. 45.000 cho cái hộp bàn chải VIP như này. Đấy, lên cho em là bàn chải VIP. Giá sẽ là 45k cho một cái set set bàn chải như này. 45k, giá là 6 cái luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái hộp đựng tăm nhá. Lên cho em là hộp tăm bạc này, nó sẽ là màu bạc như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng 90.000 một hộp nhá. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng thép này, bằng thép. Bên trong của nó thì bằng nhựa rồi. Các bác chỉ cần ấn lên là nó sẽ lên thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cái này, nó là hình con mèo đây. Lên cho em là tăm mèo đi. Đó. Tăm mèo này. Tăm mèo. Hình con mèo như này, lên cho em là tăm mèo, giá sẽ là 90.000. Đấy, thì nó sẽ có một cái loại là một loại là bầu và một loại là dài nhá. Một loại bầu, một loại dài như này. Đấy, lên cho em là tăm mèo dài hoặc là tăm mèo bầu nhá. Tăm mèo bầu. Đấy, con này thì nó sẽ bầu hơn một chút này. Nó sẽ bầu. Mà con này thì nó sẽ là hình ống dài như này. Kích thước của nó thì chiều cao là bằng nhau thôi. Chiều cao bằng nhau. Đấy, nhưng mà nó sẽ là một cái loại là chiều cao thì đều là 13cm hết nhá. 13cm hết. Nhưng một loại thì nó sẽ bầu ra. Một loại bầu ra và một loại nó dài như này. Thì lên cho em là tăm mèo bầu hoặc là tăm mèo dài. Giá của nó sẽ là đi 90.000 một chiếc nhá. 90.000 một chiếc. Bằng thép không rỉ, sáng bóng đẹp cho các bác luôn. Cái này trang trí cho ngôi nhà nhà mình thì cực kỳ xịn sò luôn. Bác nào mà thích phong cách hiện đại thì dùng cái này cho em. Đó. Để trên bàn ăn vừa sang vừa xịn. Đấy, chất lượng. Lên cho em là tăm mèo nhá, tăm mèo bầu, tăm mèo dài. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia máy xay tiêu nhá, máy xay tiêu như này. Đấy. Chuyên để dùng để xay tiêu này, xay tiêu, xay điều, xay các loại hạt, hàng của Katoshi Inox 304 made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Hả? Lên cho em là máy xay tiêu, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho một con xay tiêu như này. Con này thì nó sẽ là hàng VIP rồi, hàng VIP rồi. Đấy, các bác xoáy cái này ra cho em này. Đấy, sau đó thì mình đổ tiêu vào đây cho em, đổ tiêu vào đây. Khi nào mình xay thì mình mới dùng. Còn cái này nó có giòn giếc, nó sẽ không bị mất hơi nhá. Hàng của Nhật này, của thương hiệu Katoshi Inox 304 made in Japan. Đó. Các bác xoáy như này, cứ xoáy như này cho em thì cái tiêu nó sẽ rơi xuống cái khay này, hoặc các bác có thể xoáy trực tiếp vào đồ ăn luôn. Máy xay tiêu giá sẽ là 100.000 cho con máy xay tiêu như này. Tiếp theo thì em về cho các bác cái giày của
xay bằng tay các bác nhá. Đấy, xay bằng tay thôi. Xay tiêu là xay bằng tay các bác nhá. Cái này thì sẽ là giày gì đây? Giày lính Mỹ nhá, giày lính Mỹ, hàng của USA các bác này, USA. Đấy, hàng của quân đội Mỹ này, Army này, USA nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi 290.000 nhá. 390.000, nói to lên. Lên cho em là giày lính Mỹ nhá. Đó. Giày lính Mỹ. Đợt này giá thanh lý cho bác còn là 370k thôi. 370.000 cho một đôi giày lính Mỹ. Hàng siêu chất cho các bác luôn. Đế chống trơn trượt này, siêu mềm nhá. Chống trơn trượt nhưng mà rất là mềm này. Đấy, rất mềm luôn các bác thấy không? Đây. Đế của nó chống trơn trượt rất là tốt này. Chất liệu của nó thì nói chung là hàng của lính Mỹ thì các bác biết rồi, cực kỳ chất lượng. Con này các bác diện những cái đồ dàn di dàn diếc vào đi combo cho em cực đẹp luôn. Khách hàng đánh giá rất là tốt về chất lượng. Các bác kích thước chân của mình cỡ bao nhiêu thì các bác lấy kích thước bấy nhiêu cho em. Đấy, kích thước chuẩn quốc tế luôn. Giá sẽ là 370.000. Lên mã giúp cho em là giày lính Mỹ 370.000, bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. Hello các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhé. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng thì từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Cho nên là các bác cứ yên tâm mua từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship các bác nhá. Đấy. Bên shop về cho bác một cái mẫu đó là cái chổi lau nhà. Các bác lên cho em đó là các bác lên mã giúp cho em là thùng lau nhà nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 250.000. Đấy, hàng này về giày dẫn chắc chắn hơn. Hàng của công ty, giày dẫn chắc chắn lắm các bác. Đấy, có thể đẩy đi đẩy lại như này. Và có quai sách như này nhá. 250.000 là bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên cho em đó là thùng lau nhà nhá. Thùng lau nhà. Giá của nó sẽ là 250.000. Đấy, rất giày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Ở đây khi các bác nhận hàng thì các bác sẽ được nhận được hai cái miếng lau như này nhá, hai miếng lau, một cái miếng lau bông mịn như này và một cái miếng lau siêu thấm nước như này các bác này. Đấy. Tiếp theo là cái phần lắp này. Lắp ráp thì các bác cứ lắp vào như bình thường thôi. Nói chung là cái này thì nó cũng đơn giản thôi. Lắp ráp cái này thì ai cũng biết lắp rồi. Đấy, ai cũng biết lắp rồi, nó rất là đơn giản, nó không có cái gì là phức tạp cả. Đấy, đây là cái bộ lắp của nó này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là từ 2 mét chiều dài của nó thì khoảng từ 1m3 đến 1m tầm 1m3 đến 1m1 đến 1m3 thì đấy các bác nhá. Đấy, các bác lắp cái này vào đây cho em. Cái này thì các bác xả ra này. Đấy. Đây thì nó sẽ dài như này, con này là khá dài luôn. Nó sẽ là tầm khoảng 1m2m3 rồi. Đấy, các bác lắp cái này vào cho em. Đó. Và mình ấn cái này lên này. Sau đó thì mình lắp thêm cái này vào này. Đấy, lắp cái này vào. Đó. Thì lưu ý các bác mà muốn vắt nó dễ vắt thì nó phải có xà bông. Đấy, nó phải có xà bông nhá. Đấy, đây các bác ấn cái này vào cho em, ấn cái này vào. Đó, ấn cái này vào cho em là xong. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. À 200 xin lỗi các bác là 250.000. Đây. Khi các bác lau thì các bác vắt thì các bác xả cái này xuống cho em này. Đấy, đây. Vắt rất là ngon luôn các bác nhé. Vắt rất là ngon luôn, các bác theo. Đây. Đấy, vắt rất là ngon luôn. Đó, đây. Vắt rất là ngon luôn các bác theo. Con này dùng cực kỳ là đã luôn, hàng giày dẫn chắc chắn nhá. Hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành luôn. Lại được tặng kèm thêm một cái miếng bông nữa. Tặng kèm thêm một cái miếng bông nữa các bạn này. Rất ngon lành luôn đúng không nhá. Đó. Các bác cho nước, cho xà bông các kiểu đạt con là điều vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là thùng lau nhà nhá. Thùng lau nhà. Giá sẽ là 250.000. Hàng lô này về thì nó khá là dày dẫn chắc chắn nên là cái giá nó sẽ cao hơn một chút các bạn nhá. Và nó cũng rất là gọn gàng luôn. Rất gọn gàng các bạn. Đấy, rất gọn. Em có thể tháo ra để hết vào trong này được, rất là ok cho các bác nhé. Giá thì rất hợp lý rồi, chỉ có cho các bác là 250.000 thôi. Đã bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đây, rất gọn gàng các bác. Đấy, 250.000. Bên em bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái mã hàng mới tiếp tục của shop, đó là súng bắn keo nến nhá, súng bắn keo nến như này. Đấy. Con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220V, điện 220V. Đấy, từ 100 đến 240V, công suất của nó sẽ là 20W nhá. 20W như này. Thì ở đây nó sẽ có cho các bác một cái lẫy này. Có một cái lẫy như này các bác này. Đấy.
Còn cái lẫy này để các bác lắp vào đây để mình để nhá. Đấy, để mình để như này. Đấy, mình để như này. Đó, nó rất tiện ích luôn nhá. Đó. Thì dây cáp của nó đây. Con này thì sử dụng 20W và điện từ 100 đến 240V. Nên là các bác dùng điện nào cũng ok thôi. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là súng keo nến nhá. Súng keo nến. Giá sẽ là 40.000 cho một cái súng keo nến này thôi. Giá chỉ có 40k thôi. Lên mã giúp cho em là súng bắn keo nến, giá sẽ là 40k nhá. Lên cho em là súng bắn keo nến này. Giá sẽ là 40k. 40k cho một cái súng keo nến như này. Giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm mới, đó là cái mic không dây nhá. Đấy, mic karaoke không dây. Đấy, các bác lên cho em là mic karaoke không dây. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 90.000 cho con mic karaoke không dây này thôi. Nó sẽ có sẵn pin các bác rồi, các bác chỉ cần là bật lên cho em này. Đấy, bật lên là mình có thể sử dụng được rồi các bác nhá. Đấy, có nút nguồn ở đây này. Các bác bật nguồn lên. Đó, bật nguồn lên là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện nhá. Thì các bác có thể mang đi để đi du lịch, để đi chơi này, hoặc là nói chung là đa di năng luôn. Alo, 1 2 3 4. Alo, alo, alo. Đó. Thì cái chất âm của nó rất là hay, đầm ấm và vang. Thì các bác có thể bắt Bluetooth vào đây thì mình vừa là nghe nhạc cũng được, vừa nghe nhạc hoặc là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là hay luôn. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo, alo, alo. Đó, nó cũng khá là to luôn nhá. Đấy, có tăng giảm âm lượng ở đây này. Alo, alo. Đó. Đầy đủ các chức năng cho các bác luôn. Đó. Alo, alo. Alo, 1 2 3 4. Alo. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. 90.000 cho một con mic như này. Thì con này các bác có thể cắm thẻ nhớ để nghe nhạc này, cắm loa jack 3.5 này, cắm USB này. Nói chung là hàng đa chức năng luôn, đa chức năng cho các bác luôn. Vừa là loa Bluetooth, vừa là để nghe nhạc này. Nói chung là đa di năng luôn nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là đi 90k thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đấy, cái này là các bác tắt nguồn đi cho em. Đây, giữ lì cái nút nguồn này cho nó tắt đi cho em này. Đấy. Tắt đi cho em. Đó. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên cho em đó là mic karaoke không dây nhá. Đó, mic karaoke không dây. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con mic karaoke không dây như này. Giá sẽ là 90.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các mã sản phẩm đó là cái con máy tăng đơ của thương hiệu Philips nhá. Đấy, tăng đơ cắt tóc hàng của Philips chính hãng luôn. Giá sẽ là 170k nhá. 170k. Đấy. Lên mã cho em là tăng đơ Philips, giá sẽ là 170.000. Hàng của hãng cực kỳ chất cho các bác luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là combo là một tăng đơ này, một bộ cữ này, một bộ cữ là bao gồm là 4 cữ này, một bộ bao gồm 4 cữ. Tức là các bác có thể lắp đảo chiều đi, bên này thì sẽ là 12, bên này là 6 này. Đấy, và bên này là 6 và 3 này. Đấy, nôm na nó là hai chiều khác nhau. Đấy, một cái củ sạc cực kỳ khủng luôn. Hàng của hãng nặng chỉ trịch luôn nhá. Đó, hàng Philips chính hãng, rất nặng luôn. Và nhân vật chính của chúng ta đó là em máy đây. Đấy, một em máy như này, hàng của thương hiệu Philips này. Dùng thì cực kỳ là ngon luôn. Ưu điểm của dòng này thì pin trâu, dùng bền, chắc chắn và chạy rất là đầm các bạn, chạy rất là đầm và không ăn da nhá, không ăn da. Đây các bạn này. Đấy, không ăn da. Thì các bác dùng cho người già trẻ em rất là ok luôn. Đó, người già trẻ em rất là ok. Đây là cái cữ của nó này, cữ này thì các bác chỉ cần là đẩy cái cữ này vào cho em là xong này. Đó, đây. Đây nó sẽ có cái phần để các bác lắp đi. Đấy, về nhà các bác ngâm cứu các bác lắp cái cữ vào cho em. Đấy, lắp vào đây. Lắp vào đâu đấy cho nó phù hợp nhá. Đây. Đây nó sẽ có cái phần đẩy đấy, các bác ấn vào đây cho em này. Đấy. Ấn vào đây là nó sẽ đẩy cái cữ này vào này. Đấy, nó có cái đây nó có cái cá ở đây. Đây nó có hai cái cá này các bác này. Đấy. Thế này thì đấy. Về nhà các bác ngâm cứu các bác lắp vào cho em. Đấy, đây. Cái cá này của nó thì khá là chặt nhé. Cho nên khi các bác nhét thì căng tay một chút, hoặc là các bác đẩy cái này ra này. Đấy, đẩy cái này ra căng tay một chút cho em thì nó mới vào được. Đây, nó có hai cái cá đây. Các bác chỉ cần lắp vào cho em theo đúng cái cá này là xong. Đó, nó khá là chặt đấy. Khá là chặt thì các bác đặt một bên vào trước này. Sau đó thì bên này các bác nhấn mạnh vào cho em. Nhấn mạnh vào cho nó ăn vào cái cá này. Đấy, thì nó mới ăn các bác này. Đấy. Và nó sẽ các bác cắt bình thường như này. Đấy, cắt bình thường như này. Còn khi nào các bác muốn đổi cữ thì nó sẽ là 612 đây, 612 đây. Đấy, thì các bác lại đảo chiều đi cho em. Đấy, một bên là 612, một bên là 69 này. Đấy, nôm na nó là như thế thì các bác cứ đảo chiều đi. Đấy, vào cho em.
hàng của thương hiệu Philips này, chính hãng luôn nhá, chính hãng luôn, rất là ngon. Giá sẽ là 170.000. Bên mã giúp cho em đó là Thunder Philips nhá, Thunder Philips. Giá sẽ là 170.000. 170k cho một cái bộ Thunder Philips như này, 170k. Combo đầy đủ cho bác luôn. Đấy, Thunder cáp sạc rồi dầu tra, dầu giếc rồi cữ kiếc đầy đủ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái súng các bác lên mã giúp cho em đó là súng rửa xe nhá, súng rửa xe 150.000. Đấy, bên em bán là chỉ có nguyên súng này thôi nhá, chứ không có dây dợ gì đâu. Nhiều bác lại hiểu lầm, lại tưởng là có dây dợ gì thì không có đâu nhá, các bác xem kỹ cho em. Đấy, và cái đây là những cái đầu để các bác điều chỉnh nước này. Đấy, xoáy ở đây. Lên cho em là súng rửa xe nhá. Giá sẽ là 150.000 cho một con súng rửa xe như này. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đầy đủ các cái đầu để lẫy lắp các cứ đầy đủ cho các bác luôn. Lên cho em là súng rửa xe. Giá sẽ là 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái kẹo chuột nhá, kẹo chuột. Thì con này bên shop bán cho các bác với giá đó là 30.000 cho một hộp như này. 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Đấy, con này thì chuột nó ăn vào là nó sẽ rủ cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Đó, lên theo là kẹo chuột nhá. Kẹo chuột giá sẽ là 30.000 một hộp này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là cái tựa lưng. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho con tựa lưng như này. Thì khi các bác tựa vào thì nó sẽ giúp cho các bác là chống đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng. Đây, nó sẽ có cho các bác là một cái tờ giấy hướng dẫn này các bác này. Đấy. Đây là cái tờ giấy hướng dẫn này. Đấy. Về nhà thì các bác lắp lên cho em, sau đó thì mình có thể là tựa lưng này, nằm này. Đấy, nằm ngồi quỳ tựa như này. Đấy. Giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đồng hồ thông minh này. Đấy, đồng hồ thông minh. Các bác lên cho em là đồng hồ T8 nhá. Con này thì nó giúp cho các bác khá là nhiều chức năng luôn. Đấy. Đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ, nói chung là đầy đủ nhá. Đo nhịp tim, đo huyết áp xem giờ luôn. Giá sẽ là thân của nó thì bằng thép hết nhá. Giá thì sẽ là 170.000. Tiếp theo thì đồng hồ LED này. Đồng hồ LED này thì giá sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho cái đồng hồ LED đúng như trên hình như này luôn. Đây. Đấy, 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Đây. Đấy, con này thì giá sẽ là 140k nhá, 140.000. Số nó hiển thị như trên hình như này nhá. Về nhà các bác cắm cái cáp này vào xem. Đây nó có cái cáp này. Các bác cắm vào cái USB nhà mình ấy nhá. Đấy. 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con máy vít chạy bằng pin nhá, máy vít chạy bằng pin này. Đấy. Con này thì giá cực tốt cho bác luôn. Đợt này về cho bác giá chỉ còn cho các bác là đi đây. Đấy. Con này thì em đang bán 110.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 100k thôi. 100k cho con máy vít chạy bằng pin như này các bác này. Đấy, 100.000. Đây. Đấy, dùng rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Đấy, thấy không? Đấy. Chạy rất là khỏe. Rất khỏe luôn các bạn. Đấy, chạy rất khỏe luôn. Giá thì sẽ là 100.000 cho con máy vít chạy pin như này nhá. 100.000 thôi. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp gen co nhiệt này. Một hộp này 328 đầu. Giá thì sẽ về cho bác giá tốt hơn một chút, 40.000 nhá. 40.000 cho một hộp gen co nhiệt như này thôi, 40.000. Đó, giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn, 40k. Tiếp theo thì nó sẽ là cái thuốc dán nhá. Đấy, thuốc diệt kiến dán này. Thuốc diệt kiến dán như này. Đấy thì cái này thì chuyên về dán nhá. Đấy, nó sẽ là dạng viên như này. Dạng viên như này các bác này. Viên này thì về nhà các bác bỏ vào trong cái khu vực như là đây. Viên của nó đây. Các bác bỏ vào trong cái khu vực như là tủ bếp này rồi quần áo các thứ là nó sẽ diệt được hết luôn. Kiến mẹ, dán mẹ, dán con rồi là dán tổ đi hết luôn. Giá thì sẽ là 50k cho một hộp như này, 12 viên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã rất là mới, đó là cái môi xúc đá nhá. Cái này thì hàng bằng inox 304 này. Rất đẹp, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Cái này thì các bác có thể dùng để mình để vào bát này, mình xúc đá này hoặc là xúc gạo này, xúc thực phẩm, thức ăn này rồi đỗ lạc này, nói chung là đa di năng luôn. Nhưng mà bên em gọi nó sẽ là môi xúc đá nhá, môi xúc đá. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một con môi xúc đá như này. Đấy. Lên cho em là môi xúc đá. Môi xúc đá nhá. Đấy, xúc đá lạnh ấy. Môi xúc đá lạnh ấy. Đấy, đá viên ấy. Giá sẽ là 50.000, có quai đeo đàng hoàng. Chiều dài của nó thì vào khoảng 20cm nhé, dài khoảng 20cm. Phần ngang của nó thì vào khoảng là 8cm và phần cái môi này của nó thì vào khoảng là 10cm nhé. Rất là xinh luôn, rất xinh.
các bác có thể dùng để xúc đá này, đỗ này, lạc này, gạo này, nói chung là đa di năng, xúc cái gì cũng được, nó rất là tiện. Và xúc xong mình đổ ra này nó rất là trơn nhá. Đấy, lên theo là môi xúc đá, giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái đồng hồ đo vôn nhá, đồng hồ đo vôn. Đấy. Cầm cho anh cái đồng hồ to ra đây. Đấy, thì con này các bác dùng để mình đo vôn rồi đo ampere kế các thứ rất là ok luôn. Đấy, các bác cắm vào đây cho em. Cắm vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bật lên. Bật lên mình có thể đo. Đấy, đo vôn, đo ampere kế. Thì bên shop có hai mẫu nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là đồng hồ này, thì các bác lên cho em là đồng hồ đo vôn nhá, đo vôn, đồng hồ đo vôn, vôn kế, đồng hồ vôn kế. Giá thì nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000 cho một con đồng hồ đo vôn kế như này. Đồng hồ đo vôn kế như này sẽ là 90.000. Ngoài ra thì có một cái mẫu loại to, con này thì nó sẽ có cả kìm luôn, có cả kìm như này. 230.000 bên em bao ship đến tận nhà. Con này nó cũng chạy bằng pin và nó sẽ có kìm rồi dây đo các thứ đầy đủ luôn. Con này thì giá nó sẽ cao hơn một chút là 230.000. Đây. Đấy, về nhà các bác lắp pin vào cho em và nó có cả kìm kẹp dòng luôn. Thì các bác lên cho em là đồng hồ kìm nhá, đồng hồ kìm kẹp dòng. Giá sẽ là 230.000 cho con đồng hồ kìm kẹp dòng như này. Đấy, 230.000. Con này là 230.000 nhá. Còn con này thì giá sẽ là 190.000. 90.000 cho một con đồng hồ vôn kế như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đồng hồ vôn kế nhá, đồng hồ vôn kế giá sẽ là 90.000. Đó. Đây. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ vôn kế nhá. Đồng hồ vôn kế này. Đồng hồ vôn kế giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho con đồng hồ vôn kế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp này. Con này giá chỉ có bao nhiêu nhỉ? 40.000 cái vòng vàng điều hòa huyết áp này thôi. Giá sẽ là 40.000 nhá, 40.000. Đấy, đây nó sẽ là một cái vòng vừa là trang sức cho các bác điều hòa huyết áp luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái vỉ bàn chải của Nhật. Con này thì chuyên trị chống viêm níu, viêm lợi, chảy máu chân răng. Giá thì sẽ là giá tri ân khách hàng 25.000 cho một vỉ bao gồm 1 2 3 4 5 6. 6 cái tính ra vào hơn 4.000 cho một chiếc bàn chải. Mà hàng của Nhật mà chuyên trị chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Thế nên các bác nào mà chuyên đau lợi, viêm lợi thì dùng con này cho em. Giá là 25.000. Tiếp theo là một mã tri ân nữa, đó là nước hoa khách sạn này. Một lọ nước hoa như này giá chỉ có 30 cành thôi. Các bác về các bác để vào trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết. Nó sẽ có cho các bác cái bấc như này, những cái bấc như này. Các bác cắm vào cho em, cắm vào để nó dẫn hương thơm lên. Đó. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Con này thì bên Nhật nó chuyên để trong các nhà hàng khách sạn. Giá thì chỉ có 30 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 30.000 cho một lọ như này, 30.000 một lọ này. Các bác mua cho em là từ 3-5 lọ mình để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet luôn. Đèn cúc áo này, giá thanh lý cho các bác cực kỳ hạt rẻ luôn. Một con đèn cúc áo như này, giá thanh lý cho các bác chỉ có là 30.000 thôi. 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Hàng siêu sáng luôn, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đấy, vừa các bác có thể treo vào móc khóa này, treo vào móc khóa cho em. Đấy, rất sáng luôn, sáng trắng luôn. Vừa treo móc khóa, vừa có chức năng khui bia này, vừa có cáp sạc, vừa có nam châm hít này. Nói chung là đa di năng luôn. Con này thì bên em bán gọi là bán tri ân thôi chứ còn không có lãi lờ gì đâu nhá. Đèn cúc áo giá sẽ là 30.000. Tiếp theo nữa đó là cái đèn 4 cánh như này. Đấy, một cái bóng đèn 4 cánh mini như này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nhỉ? 40.000 thôi, 40.000 nhá. Bóng đèn 4 cánh mini giá sẽ là 40.000. Hàng siêu sáng luôn. Công suất của nó là 28W nhá. 28W mà cảm giác phải sáng như kiểu là 560W luôn. Cảm giác phải sáng như kiểu 560W luôn, rất sáng, 40.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái hũ tăm này. Đấy, hũ tăm. Rất đẹp luôn các bạn. Đấy, các bạn lên cho em đó là hũ tăm bầu nhá, hũ tăm bầu. Đấy, nó sẽ là hình quả bầu quả bí như này. Đấy. Hình quả bầu quả bí này rất là đẹp luôn. Đó, hũ tam bầu. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đồng và màu vàng như này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn. Đấy, màu đồng và màu vàng rất đẹp như này các bạn này. Đấy, lên cho em là hũ tam bầu nhá, hũ tam bầu. Đấy, màu đồng và màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, các bác chỉ cần nhấn như này là tam nó sẽ lên này.
nhấn này tam sẽ lên, rồi các bác lại thả ra là nó sẽ xuống. Đấy, các bác dập xuống nha. Lên cho em là hũ tam bầu nhá. Giá thì sẽ là ba, lên cho em đó là hũ tam bầu nhá. Hũ tam bầu này. Đấy, hũ tam bầu giá thì chỉ có cho các bác là đi 120 canh thôi. 120.000 cho một hũ tam bầu như này. Đấy, nó sẽ có hai màu. Đấy, các bác lên cho em là tam bầu vàng và tam bầu đồng nhá. Tam bầu vàng và tam bầu đồng. Giá sẽ là 120.000 một chiếc, 120.000 một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là một cái con đồng hồ như này. Đây, một con đồng hồ rất là đẹp như này các bác. Đồng hồ mini nhỏ gọn rất là đẹp luôn. Con này thì đường kính của nó thì vào khoảng là 20cm thôi, nhưng mà nó rất là đẹp các bạn, rất đẹp, rất nhỏ gọn. Đưa cho anh quả pin nào. Cái này bên em bán là không có pin đâu nhá, không có pin. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em. Đấy, con này khá đẹp. Khá là xinh luôn các bác nhá. Màu sắc kiểu dáng cũng rất là xinh luôn. Và bên em bán thì không có pin đâu. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Đấy, tự lắp pin vào cho em nhá. Các bác lắp pin các thứ thì lắp pin đúng chiều cho em. Và đồng hồ này nó là đồng hồ trôi nhá. Đồng hồ trôi cho nên các bác dùng nó rất là sướng. Không sợ ban đêm nó ra tiếng động các thứ. Các bác có thể treo ở phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách. Nói chung là rất là đẹp. Bằng nhựa thôi, bằng nhựa, và nó là kính. Đấy, kính meca như này. Rất đẹp các bạn, đẹp lắm. Đây, 20cm nhá, nhỏ 20cm thôi. Cũng lúc các bác lại bảo là sao lại bé thế nhá. Giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất ưu đãi các nhá. Một cái con đồng hồ đẹp như này mà giá chỉ có 75k thôi, 75.000. Đó. Các bác lên cho em là đồng hồ treo tường nhá, đồng hồ treo tường. Đấy, đường kính của nó là 20cm, giá sẽ là 75k, 75k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ treo tường này, đồng hồ treo tường. Giá của nó sẽ là 75k. Đó. 75.000 cho một con đồng hồ treo tường như này. Đấy, và nó là thuộc dạng là đồng hồ kim trôi nhá. Đồng hồ kim trôi cho nên là các bác dùng nó rất là thích. Đấy, các bác theo. Đây, đồng hồ kim trôi như này. Dùng rất là sướng luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 75.000 thôi. Giá này bên em bán là không có kèm pin đâu nhá. Hàng thì hàng rẻ nhưng mà chất lượng thì cực kỳ tốt luôn và rất chắc chắn. Bên em đang bán một cái máy đồng hồ không như này đã là 40.000 rồi. Đấy, thế mà một con đồng hồ của hãng như này, một con đồng hồ của hãng cực kỳ chất lượng như này mà giá cũng chỉ có cho các bác là 75.000 thôi. Lên cho em là đồng hồ treo tường, giá sẽ là 75.000. Rồi, ok. Hello, chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Nhớ cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái lô giày lính Mỹ nhá. Các bác lên cho em là giày lính Mỹ. Hàng này thì hàng của USA, hàng của Mỹ, mới tinh tình chưa qua sử dụng. Đấy, đây. USA các bác này. Đấy, USA Army, hàng của lính Mỹ này. Đấy. Cái phần đế này của nó thì rất là mềm luôn, có thể gấp gọn các bác này. Đây. Đấy các bác thấy không? Hàng cực chất luôn nhá. Đấy, hàng cực chất lượng luôn. Đế của nó sẽ là đế cao su và hàng đế này của nó là chống trơn trượt rất là tốt luôn. Chống trơn trượt rất là tốt các bạn này. Đây, đây. Nền đá hòa các bạn này, đẩy nó không đi luôn các bạn nhá. Đẩy nó không đi luôn các bạn theo. Đó. Bám rất là tốt luôn các bạn theo. Đó, đẩy không đi luôn. Thì con này bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 390.000. Các bác lên cho em là giày lính Mỹ nhá, 390.000. Các bác đặt sai số thì các bác cái hàng này thì nó sẽ là hàng của Mỹ cho nên là cái cỡ chân của nó hơi to, cho nên là các bác đặt thì các bác cứ lùi lại cho em một cỡ là xong nhá. Đấy, ví dụ như là các bác chân 30 các chân 40 thì các bác cứ đặt cho em là cỡ 39 là xong, là ok, là về các bác đi vừa thôi chứ không có vấn đề gì cả. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là vải dù lính Mỹ này, máy trần cực kỳ là kỹ luôn, hàng đẹp. Nói chung là hàng này thì các bác nhận hàng là ưng luôn, không thể chê vào đâu được nhá. Đấy, một con giày cực kỳ là chất lượng như này. Đấy, chất liệu của nó cực kỳ chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 390.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng, kiểm tra, đi thử và thanh toán giúp cho em. Lên mã giúp cho em đó là giày lính Mỹ nhá. Đấy, giày lính Mỹ. Đi thì nó cực kỳ là ôm chân, ôm form, ôm dáng và rất là đẹp luôn. Đó, đây, chất liệu của nó này các bác này. Rất chất lượng luôn. Một cái con như này các bác có thể đi cho em là từ 3 đến 5 năm thoải mái luôn. Đi liên tục từ 3 đến 5 năm nhá. Hàng của lính Mỹ, nó đi rừng, đi đồi, đi đèo, đi núi, cho nên là hàng của quân đội thì cực kỳ yên tâm rồi. Lên cho em là giày lính Mỹ 390.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái mũ đây. Đấy, cũng là mũ của
Mỹ luôn. Đấy các bác lên cho em là mũ đại bàng nhá, mũ đại bàng. Giá của nó sẽ là 90k cho một con mũ đại bàng như này các bác này. Đấy 90.000 cho một con mũ đại bàng như này. Hàng mới tinh các bác nhá, hàng mới tinh. Đấy cũng là hàng của Mỹ luôn các bác này. Đấy Earpod đây. Đó, lên cho em là mũ đại bàng nhá, mũ đại bàng. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Dày dẫn chắc chắn, giá sẽ là 90.000 nhá. Đây, Earpod này, Earpod C này. Đó, lên cho em là mũ đại bàng, giá của nó sẽ là 90.000. Con này thì đội cũng cực kỳ là ôm form, ôm dáng, cực kỳ là đẹp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mũ dàn di nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là mũ dàn di này. Đấy, cũng Earpod này. Đấy, USA Army các bác này. Đó, thì con này giá sẽ là 65.000 nhá. 65.000 cho một con mũ dàn di như này. Lên mã giúp cho em đó là mũ dàn di. Giá của nó sẽ là 65k nhá. 65k cho con mũ dàn di như này. Ngoài ra thì bên shop có các có cái mũ đó là con này thì các bác lên cho em là mũ lính xanh nhá, mũ lính xanh. Đấy mũ lính xanh. Đấy mũ lính xanh con này thì sẽ là 65.000. Đấy. 65.000 cho con mũ lính xanh như này. Con mũ lính xanh này là 65.000 này. Còn con mũ dàn di này cũng là 65.000 luôn. Đấy thì nó sẽ là mũ lính xanh và mũ dàn di đều là 65.000 hết nhá. Hai mẫu này thì đều là 65.000 hết này. Các bác lên cho em là mũ lính xanh này, đấy và mũ dàn di này. Hai con này thì đều là 65.000 một chiếc. Con này nó cũng màu xanh nhưng mà nó có hình con đại bàng, cho nên là các bác lên cho em là mũ đại bàng nhá. Giá sẽ là 90.000. Con này thì hàng form của nó đẹp hơn, dày dẫn hơn, cho nên là nó sẽ đắt hơn một chút là 90.000. Còn hai con là mũ lính xanh này và mũ dàn di này thì đều là 65.000 một chiếc hết nhá. Mũ lính xanh, mũ dàn di đều là 65.000 một chiếc. Tiếp theo thì bên shop có các bác sản phẩm đó là cái mũ cối này. Mũ cối nhá, mũ cối giá của nó sẽ là 140.000 cho một con mũ cối như này. 140.000 cho một con mũ cối này. Con này thì hàng của nó cực kỳ lâu đời luôn, tuổi đời của nó từ năm 1966 này. Đấy 1966 đây. Đấy, chất liệu của nó thì bằng phít, cực kỳ là chắc chắn luôn. Nhưng mà nó rất là nhẹ nhá, khi các bác đội thì nó không bị nặng, bị ê đầu nhá. Rất là ôm luôn. Có cái này các bác có thể điều chỉnh, tùy chỉnh to nhỏ đây chứ. Đấy, các bác có thể thắt để tùy chỉnh to nhỏ cái cữ đầu của mình đội cho nó phù hợp nhá. Lên cho em là mũ cối nhá. Giá sẽ là 140.000 cho một con mũ cối như này. 140k cho mấy em mũ cối này thôi nhá. Các bác lên nói cho em là mũ cối. Giá sẽ là 140.000. 140.000 cho một con mũ cối như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mũ của lính Mỹ này. Mũ của lính Mỹ này. Đó là cái mũ lưới nhá. Các bác lên cho em là mũ lưới. Con này thì giá sẽ là 150.000 cho một con mũ lưới như này. 150.000 cho một con mũ lưới như này. Hàng này của nó thì nó sẽ là cái hàng của quân đội Mỹ nhá, US đây. Đây. Đấy, hàng của quân đội Mỹ, US này. Đây. American các bác này. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng này thì cực kỳ chất lượng rồi. Em đã có rất là nhiều video test rồi đập tiếp cho các bác xem rồi. Nói chung là hàng chất lượng khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Đây. Chất lượng khỏi phải bàn luôn, các bác yên tâm sử dụng. Con này thì sẽ là 150.000 nhá. Con này thì các bác lên cho em là mũ lưới nhá, mũ lưới 150k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là mũ lưới 150.000 nhá. Mũ lưới 150k cho một em mũ lưới này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái này là cái gì nhỉ? Các bác lên cho em là mũ lính nhá. Đấy, con này thì nó cũng rất là hay luôn. Đó thì nó cũng giống như con này. Nó giống như con này thôi nhưng mà nó sẽ nhiều cái chi tiết hàm hố hơn một chút. Và con này thì của nó thì nó có lót xốp nhá. Có lót xốp như này thì các bác đội làm mũ bảo hiểm thì cũng rất là ok. Đấy, ví dụ như là các bác tham gia giao thông thì đội con này nó là hợp lệ. Đấy, mũ có lót xốp như này là đội là hợp lệ này. Đấy. Còn những cái loại mà ví dụ như con mũ này nó không có lót xốp thì nhiều khi các bác đội thì công an nó vẫn soi. Đấy, nhưng mà riêng con này thì đã có lót xốp như này rồi thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là mũ lính nhá, mũ lính. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000, 170k cho con mũ lính như này. Hàng thì cực kỳ chắc chắn nhá, đội ôm form, ôm dáng đẹp, thiết kế kiểu dáng đẹp cho các bác luôn. Giá thì cũng rất hợp lý thôi, chỉ có cho các bác là 170.000 thôi nhá. 170.000. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình tông của thằng hàng quân đội Việt Nam mình. Đấy thì đây, nó sẽ có loại 1 lít và 2 lít nhá. Con 1 lít thì là 70.000 và con 2 lít là 90.000. Chất liệu của nó thì bằng nhôm hết nhá, bằng nhôm đúc liền hết. Nhôm đúc liền nguyên khối như này. Đấy các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm luôn, dày dẫn, dùng thì vĩnh cửu muôn đời luôn. Đấy nó là dòng chất liệu nhôm cho nên là dùng nó rất là thích, không lo bị
gọi là không lo bị ăn mòn, rồi là nói chung là chất liệu mà nhôm để dùng đựng nước uống là ok rồi, nó hợp lý rồi. Đó, nắp của nó thì sẽ là nắp chống mất như này, thì nó có dây này là yên tâm, các bác có thể thả ra rồi lại xoáy vào rất là ok. Con 2 lít này thì sẽ là 90.000 nhá, 2 lít này là 90.000 này. Đấy, còn con 1 lít này là 70.000 thôi, 1 lít là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu thắt lưng, thì nó sẽ có 3 mẫu nhá. Đầu tiên nó sẽ là thắt lưng đại bàng này. Đấy. Thắt lưng đại bàng đây, một con thắt lưng đại bàng siêu đẹp như này. Đấy, một con thắt lưng đại bàng siêu đẹp như này nhá. Con này thì hôm trước bên em đang bán là 120.000. Đợt này về nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó, cái đầu tay bóp thôi. 90k nhá, 90k cho một con thắt lưng đại bàng như này. Đó. Các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng, giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Và mũ đại bàng cũng là 90.000 luôn. Đấy, thì các bác có thể mua combo một mũ một thắt lưng. Đấy. Hàng của USA, hàng của USA các bác này. Đấy. USA như này. Đó. Giá của nó sẽ là 90.000 cho con thắt lưng đại bàng như này nhá. Đấy, cực kỳ là dày dẫn chắc chắn cho bác luôn, thắt lưng đại bàng USA các bác này. Đấy, hình con đại bàng hàng của lính Mỹ nhá. USA. Giá sẽ là 90.000 cho con thắt lưng đại bàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng dù nhá. Đấy, thắt lưng dù đây. Thắt lưng dù thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là cái mẫu thắt lưng dù hình chữ Z như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng hình chữ Z nhá. Con này giá sẽ là 65.000 một chiếc thôi. Đấy. 65.000 cho một con thắt lưng hình chữ Z như này. Đấy, thắt lưng Z. Đây nhá, thắt lưng Z như này. Hàng cũng là của Mỹ luôn, của Mỹ nhá. Từ năm 1961 các bác này. Đấy, thắt lưng dép. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là, con thắt lưng dép này thì giá của nó sẽ là 65.000, và con đại bàng này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đại bàng sẽ là 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng lỗ đây. Đấy, nó cũng là dây dù nhưng mà nó là bằng hàng sỏ lỗ như này. Nhiều bác lại thích cái sỏ lỗ này, nó chắc chắn này. Đấy. Cái kia thì nhiều bác dùng lại bảo là nó tụt, nói chung là nó cũng chả tụt được đâu, nhưng mà nhiều bác lại cẩn thận thích cái loại có lỗ này. Đấy, cũng con này cũng rất là hay các bạn, con này dùng cũng rất là hay, nó kiểu dáng nó cũng rất là đẹp đây. Đấy, đây thiết kế của nó cũng rất là đẹp luôn, nó thiết kế rất là đẹp luôn. Hàng này các bác dùng thì nói chung là bền vĩnh cửu luôn, không bao giờ phải lo phải nghĩ đến cái việc là hỏng hóc nhá. Đó, thì các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng lỗ nhá. Đấy, dù lỗ, dù lỗ, dù lỗ, dù đại bàng và dù dép nhá. Dù lỗ, dù đại bàng và dù dép. Đấy. Thì con dù lỗ này sẽ là 70.000, con dù lỗ này là 70.000. Con thắt lưng dép này là 65.000 và con đại bàng này thì sẽ là 90.000. Đó, 90.000. Đấy, có 3 mẫu như vậy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. 3 mẫu như vậy. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy thôi. Giá cả thì nói chung là cũng là rất là hợp lý cho các bác luôn rồi. Giá cả rất hợp lý rồi nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác kia. Các bác lên cho em là khay đựng rượu nhé, khay đựng rượu. Cái này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay nhựa như này. Đấy, một khay nhựa như này thì các bác để đá ở dưới, sau đó thì các bác cho rượu vào đây cho em. Đấy, con dung tích của con này thì đường kính của nó sẽ là 18 cm nhá. Đường kính của nó là 18 cm. Nói chung là nó sẽ được vào khoảng là trên 1 lít các bạn, trên 1 lít. Thì con này các bác có thể dùng để đựng rượu. Và ngoài ra thì có tặng kèm cho các bác một cái can như này để các bác múc đổ rượu luôn. Lên mã giúp cho em đó là khay đựng rượu nhá, khay đựng rượu. Giá sẽ là 60k. Đó. Lên cho em là khay đựng rượu nhá. Đấy. Khay đựng rượu này. Khay rượu, lên cho em là khay rượu nhá. Đấy, khay rượu, giá của nó sẽ là 60.000. 60.000 các bác nhá. 60.000 cho khay rượu như này. Con này thì dung tích của nó sẽ vào khoảng là đâu đó là vào khoảng là trên, nó cũng vào khoảng là trên 1 lít đấy các bác. Đấy, đường kính của nó 18 cm, sâu thì vào khoảng là 10 sâu khoảng 10 cm. Thì nói chung là nó cũng vào khoảng là trên 1 lít các bác nhá, trên 1 lít. Đó, nó sẽ là một khay như này. Bên dưới thì bằng nhựa, bên trên thì bằng inox. Cái này bằng inox 304. Đấy, inox 304, dày dẫn sáng bóng đẹp. Bình thường nếu các bác mua một cái ca như này thôi cũng đã phải mất đi 450.000 rồi. Đấy, thế mà đây cả khay nhựa như này, cả một cái cốc như này, cả một cái cốc như này, đấy, cả một cái ca rót như này mà giá chỉ có 60.000 thôi.
Thì nếu như bình thường thì các bác có thể lấy cái khay này ra mình sử dụng vào các cái công việc khác được. Ví dụ như là mình múc canh, múc riêu hoặc là thử dụng làm nem, làm nộm, làm đồ ăn cũng ok thôi, dùng thường hàng ngày. Đó, còn khi mà mình uống rượu thì mình có thể rót rượu vào đây, rất sạch sẽ luôn. Lên cho em là khay đựng rượu giá sẽ là 60.000 nhá. Ngoài ra thì nay bên shop về cho bác cái con máy rót rượu tự động nhá. Đây, máy rót rượu tự động này. Con này thì giá của nó sẽ là 270.000, 270.000. Ở đây thì sẽ bao gồm cho bác là một thân máy này, một cái âu đựng rượu này, đấy, và một cái âu nhựa, nó cũng giống như cái khay kia. Đó, thì giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó. Thì ở đây thì khi các bác sử dụng thì bật cái cục nguồn lên thì em, hai cái chén này thì là của em nhá, hai chén này là của em. Đây, các bác bật cái cục nguồn này lên này, đấy, đặt vào này, cho rượu vào. Các bác chỉ cần đặt chén vào là cảm biến nó sẽ chảy rượu ra thôi. Đó, các bác đặt vào này. Đó, đặt vào là rượu nó chảy này, rất tiện ích luôn các bác thấy không? Đó. Lên cho em là máy rót rượu nhá, 270.000, hàng tự động, công tắc tắt bật ở đây, rất là tiện luôn. Đó. Rất tiện luôn. Đây, đặt vào này, bật công tắc lên này. Đấy, rót này. Đó, rót đều lắm các bác nhá, rót rất là đều luôn. Đó, các bác thấy không? Đó. Thì mình có thể tăng giảm lượng rượu ở đây nhá, tăng giảm lượng rượu ở đây. Đó. Sẽ bao gồm cho các bác là một khay inox này để đựng rượu này. Đấy. Một cái khay nhựa như này để các bác đựng đá cho nó lạnh này. Đấy. Và một thân máy nhá. Con này thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái dây sạc luôn, kèm một cái dây sạc. Thì về nhà các bác cắm sạc vào cho em, một lần sạc có thể là sử dụng được từ 5 đến 10 tiếng nhá, từ 5 đến 7 tiếng. Thì nói chung là các bác dùng để mình uống rượu uống riếc là thoải mái luôn, ok thoải mái luôn, một bữa nhậu thoải mái luôn. Đó, 270.000. Lên cho em là máy rót rượu tự động nhá. Máy rót rượu tự động giá sẽ là 270.000. Còn con này thì nó là khay rượu bình thường thôi. Thì các bác muốn uống rượu lạnh thì các bác cho đây. Sau đó thì mình lấy kha này, cái thìa này mình múc nó rất là tiện. Đấy, lên cho em là khay rượu 60.000, còn máy rót rượu thì giá sẽ là 270.000. Khay úp cốc nhá, khay úp cốc. Thì đầu tiên nó sẽ là khay tròn nhá, khay tròn. Lên cho em là khay úp cốc tròn, con này thì rất đẹp luôn. Ở dưới này thì nó sẽ có cho các bác là một cái ấy nhựa như này. Lên cho em là khay úp cốc tròn nhá, khay úp cốc tròn. Giá của nó sẽ là khay úp cốc tròn giá sẽ là 80.000 nhá, 80.000. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim và mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Các bác chỉ cần chụp cái cốc vào đây cho em là xong, chụp cái cốc vào đây. Rất là ngon luôn, nó sẽ có 1 2 3 4 5 6 này. Đấy, và có cái khay đựng như này. Cái này thì nó sẽ là hàng cao cấp cho các bác nhá. Hàng cao cấp cực kỳ dày dẫn chắc chắn và đẹp luôn. Lên cho em là khay úp cốc tròn giá sẽ là 80.000 các bạn, 80.000 cho con này. Dày lắm các bạn, dày lắm. Các bác cầm vào là ưng ý luôn. Hàng của nó là hàng loại 1 cao cấp nhá, hàng loại 1 cao cấp cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Rất là đẹp, ôm trọn nhá, ôm trọn như này. Các bác úp những cái cốc vào rất vừa vặn và đẹp luôn. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái khay úp cốc loại vuông nhá, loại vuông như này. Loại vuông như này thì cũng rất là dày nặng và đẹp luôn. Con này thì dày nặng hơn nhiều. Đó, và nó sẽ có cho các bác là cũng 6 úp cốc luôn, 6 cái cốc như này. Đây, rất dày dẫn các bác này. Đấy, những cái hoa lá của nó rất là đẹp luôn. Hợp kim. Đấy, hợp kim mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Khay úp cốc vuông nhá. Con này thì sẽ là khay úp cốc vuông này. Khay úp cốc vuông giá sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 25-27 cm. Đó, và nó sẽ có 3 cái đường khay như này. Và cái này thì nó sẽ là để bên trên như này nhá. Khi nào có nước thì các bác đổ đi cho em. Đấy, có nước thì mình đổ đi thôi. Đó, nó rất là tiện luôn. Đó, sạch sẽ. Kèm cho các bác vào một cái khay nhựa như này. Rất đẹp luôn. Cầm chắc nịch luôn nhá. Lên cho em là khay úp cốc vuông giá sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái móc dán tường nhá, móc dán tường. Móc dán tường cái này sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đấy. 10k cho một cái móc dán tường như này. Lên cho em là móc dán tường nhá, giá sẽ là 10.000 một chiếc. Hàng to đẹp dày dẫn chắc chắn các bác này. Đấy, các bác bóc ra dán vào cho em. Con này thì nó chịu tải được tới là 15 kg, à 8 kg nhá, chịu tải được 8 cân các bác nhá. Được chịu tải được 8 cân luôn. Rất là tiện cho các bác sử dụng. Lên cho em là móc dán tường. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 10.000 một chiếc nhá, 10.000 một chiếc. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái móc treo quần áo này. Các bác lên cho em là đây, nó sẽ là một cái móc treo quần áo như này. Rất là tiện ích luôn. Đó, đây các bác này. Nó sẽ có 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10 cái như này nhá, 10 cái như này. Dài của nó thì vào khoảng 40 cm và có 10 cái móc nhỏ. Lên cho em là lên cho em đó là dàn treo nhá. Lên cho em là dàn treo như này, nó sẽ là cả một cái dàn treo như này. Và mỗi cái dàn này nó sẽ có một cái kẹp như này nhá. Đấy. Lên cho em là dàn treo, giá của nó sẽ là 30.000 một cái và 50.000 hai cái nhá. Lên cho em là dàn treo này. Dàn treo, đó, dàn treo như này. Đấy, nó sẽ là cả một cái dàn treo như này để các bác treo quần áo này. Đấy, treo quần áo, treo đồ đoàn nhá, 30.000 một chiếc. Đấy, rất là ngon luôn. Hàng thì bằng thép nhá, sơn tĩnh điện không gỉ này. Nó sẽ có cho các bác là 2 4 6 8 10, 10 cái móc như này.
kẹp cực tốt luôn, kẹp chặt lắm. Các bác có thể dùng để mình quặc như này hoặc cọc ở đây. Đó, các bác có thể để cố định thì dùng cái này. Còn bình thường thì mình treo như này. Phơi quần, phơi áo, đồ quần áo lót, quần con, rồi nói chung là các cái đồ này mình cần phơi thì mình kẹp ở đây chứ. Rất là tiện các bác này. Đấy, rất là tiện như này. Rất là tiện luôn, rất chắc các bác này. Đấy, rất chắc. Giá thì sẽ là lên mã giúp cho em đó là dàn treo, giá sẽ là 30.000 một cái và 50.000 50.000 hai cái nhá. Tiếp theo là các bác lên cho em cái móc đơn nhá. Móc đơn giá của nó sẽ là 40.000 cho 10 cái này. 40.000 cho 10 cái. Cái này thì các bác treo như này cho em để mình cũng treo quần, treo áo, treo đồ đoàn rất là chắc luôn các bác này. Đấy, rất là chắc luôn. Đó. Lên cho em là móc đơn nhá. Con này thì nó sẽ là một cái móc đơn như này thôi. Đó, còn cái kia nó là dàn treo, còn cái này thì sẽ là móc đơn. Móc đơn này sẽ là 40.000 một chiếc nhá. 40.000 một chiếc. 40.000 một chục nhá. 40.000 10 cái như này. Lên cho em là móc đơn, giá sẽ là 40.000 10 cái nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ mũi khoan tháp này. Đấy, lên cho em là mũi khoan tháp đỏ nhá. Đấy, mũi khoan tháp hộp của nó màu đỏ như này. Cho nên là lên sẽ là mũi khoan tháp đỏ bao gồm là 1 2 3 mũi khoan này. 3 mũi khoan và 3 mũi vừa khoan vừa tazogen luôn. 3 mũi khoan tháp, 3 mũi khoan tazogen. Đấy, tổng là 6 chi tiết nhá. 1 2 3 4 5 6 chi tiết như này. Mũi to nhất của nó là 4 3 2 4 10 20 và 4 12. Đó. Tổng là sẽ có 6 mũi, 3 mũi khoan tháp và 3 mũi vừa khoan vừa tazogen. Giá sẽ là 110.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái hộp mũi khoan nhôm nhá, tặng kèm cây lấy dấu này. Đấy, sẽ là một hộp bao gồm 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan và kèm một cây lấy dấu như này nhá. 5 mũi khoan có kèm một cây lấy dấu như này. Đấy, thì giá sẽ là bộ này thì giá của nó sẽ là đi 180.000 nhá, 180k. Đấy, hộp 5 mũi khoan nhôm kèm cây lấy dấu nhá. Đấy. Các bác lên cho em là 5 mũi khoan tháp hộp nhôm. Đây, Unica Japan, hàng của Nhật này. Đó, sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan tháp này. Đó. Và một cây lấy dấu như này, một cây lấy dấu rất là đẹp luôn này các bác này. Đây. Lấy dấu các bác chỉ cần dập này là có dấu luôn này các bác này. Đấy. Dập nhẹ này là có dấu luôn, thì các bác để dùng để mình đánh dấu, mình khoan khoách cái thứ rất là ok luôn. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu, giá sẽ là 180.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái hộp 5 mũi khoan đa năng như này. Đấy, nó sẽ là 5 mũi khoan đa năng, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan đa năng nhá. Bộ này của nó thì sẽ là 5 mũi tất cả. Đấy. 5 mũi thì nó sẽ có cho các bác là 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12, tổng 5 mũi. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác là 1 2 3 4 5 mũi khoan như này, giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Khoan đa năng. Các bác có thể khoan trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt, trừ kính cho em nhé, trừ kính cho em. Còn bê tông, sắt, thép, gỗ đều khoan được hết. Nó là dòng múi khế như này cho nên là các bác chỉ cần lắp vào là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện. Đó, giá sẽ là 100.000 nhé, 100.000 cho cái bộ 5 mũi khoan đa năng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chảo. Đây, một cái chảo như này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Con này các bác lên cho em là chảo 19 nhá. Đấy, chảo 19. Chảo 19 giá của nó sẽ là 35k, 35k. Chảo 19 sen, lên cho em là chảo 19 sen, đường kính của nó là 19 sen nhá. Đó. Chảo 19 sen, đường kính 19 sen. Đấy, giá sẽ là 35.000, có quai cầm cho các bác luôn, có quai cầm nhá. Có quai cầm đàng hoàng, chống dính rất là tốt luôn nhá. Đấy, chống dính rất tốt luôn. Đấy. Chống dính này, có quai cầm này, chống dính này. Rồi các bác có thể dùng để mình chiên rán xào nấu đều được hết, rất là dày luôn, rất là dày nhá. Đường kính là 19 cm. Giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 thôi. Nó sẽ có quai cầm như này, có quai cầm rất là tiện ích luôn. Đó, giá chỉ có 35.000 thôi. Rồi ok. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái thắt lưng cá sấu nhá. Đấy, cái này thì nó sẽ là cá sấu cung hộp. Đấy, chất da mềm mịn đẹp. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có 60k thôi. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn các bác. Đấy, cực kỳ hạt rẻ luôn. Một con thắt lưng dây cá sấu đẹp như này. Dài khoảng 1m1m2 nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là lẫy trượt này. Lẫy trượt rất là ngon luôn. Đấy, thân đúc liền thân này. Đấy, mạ vàng 24 carat rất là đẹp luôn. Các bác thấy không? Đây. Đấy, lẫy trượt này, rất đẹp luôn. Chất da mềm mịn nhá. Lên cho em là cá sấu không hộp. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác với cái giá đó là 60k nhá. Đấy, 60k. Lên cho em là cá sấu không hộp này. Đấy. Thắt lưng này, cá sấu này. Thắt lưng cá sấu không có hộp nhá, không hộp. Giá sẽ là 60k nhá, 60k. Tiếp theo thì bên shop về một cái mã VIP hơn một chút đó là cái cá sấu có hộp này. Con này thì ưu điểm của nó là có hộp đẹp, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà này.
Ngoài ra thì sẽ có thêm cho các bác là hai cái mặt như này nhá, hai cái mặt như này đấy. Đợt này về thì nó sẽ là mặt đen và cá sấu màu bạc như này đấy, rất là đẹp luôn. Bao gồm cho các bác là một cá sấu này, và có lúc thì nó về mặt vàng, có lúc thì nó về mặt bạc nhá, hàng về theo lô. Đó, một dây như này rất là đẹp luôn. Đó, một thắt lưng này, một dây thắt lưng và hai đầu như này đấy. Và con này thì nó sẽ có hộp nhá, có hộp. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150 cành nhá, 150 cành. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp, giá sẽ là 150k nhá. 150k cho con cá sấu hộp như này. Lên cho em là cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái miếng dán thải độc chân. Một bịch này của nó thì sẽ là 50 miếng nhá. 50 miếng. Các bác dùng để mình dán giúp cho thải độc gan bàn chân. Đấy, giảm đau nhức đau gan bàn chân bàn tay nhá. Đấy. Đây là gói thuốc của nó này, đây là cái miếng dán này. Các bác chỉ cần là cho vào cho em là xong. Đấy. Bóc cho em kia. Bóc cho em cái miếng dán này ra này. Đấy, bóc cho em cái miếng dán này ra. Đây, bóc cái này ra, đặt gói thuốc vào. Đấy. Các bác bóc cái này ra cho em. Bóc cái này ra này. Đây, nó có cái bằng bóc này, các bác bóc ra, đặt gói thuốc vào đây cho nó thì các bác dán vào gan mặt chân cho em. Đó, dán vào gan mặt chân, rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 4.000, chỉ bằng một bát phở thôi mà được 50 miếng luôn. Đấy, các bác cho dán vào gan mặt chân bàn tay hoặc là các cái vùng nào mà bị đau nhức nhá. Đấy. Lên cho em là miếng dán thải độc chân. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi tự vắt nhá. Con này thì nó có chức năng là tự vắt luôn. Đấy, các bác dùng thì nó rất là tiện ích. Giúp cho các bác là mình vệ sinh nhà cửa nó rất là dễ. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ có cho các bác là 3 đoạn như này con này. Đấy, 3 đoạn như này. Và các bác chỉ cần là lắp ráp vào cho em là xong. Đây. Đấy, đây xoáy vào đây nhá, xoáy vào đây này. Đầu này xoáy vào đây này. Đấy. Và đầu này các bác xoáy vào đây cho em. Đó. Khi các bác sử dụng thì các bác nâng lên cho em như này. Đấy. Và mình rút ở đây nhá, rút ở đây. Đấy, thì nó sẽ vắt kiệt ở đây luôn này, vắt kiệt ở đây luôn. Đó. Vắt kiệt ở đây này. Đấy. Và các bác có thể lau xoáy 360 độ được luôn nhá. Đấy. Đưa vào hết các ngóc ngách được luôn. Chiều dài khoảng 1m2, 1m3 rất tiện. Lên cho em là chổi tự vắt. Giá sẽ là 100k cho con chổi tự vắt này thôi. Đấy. Bác nào mua thêm cái miếng mút này thì bên em bán là 25.000 một miếng nhá. 25.000 cho một miếng như này. Còn chổi này thì sẽ là 100.000. Lên mã giúp cho em đó là chổi tự vắt, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho cái em chổi tự vắt như này. Con này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn chải Hàn Quốc nhá. 100.000 là 30 cái một hộp như này. 4 cái là 20.000, 10 cái là 40.000 nhá. Đấy. 10 cái là 40.000. 10 cái là 40.000, 20.000 4 cái và 100.000 là một hộp 30 cái bàn chải của Hàn Quốc đây. Đấy. Korea này. Đấy, Hàn Quốc nhá, bàn chải Hàn Quốc. 100.000 một hộp này 30 chiếc luôn, 100.000 30 chiếc thoải mái sử dụng. Mua lẻ thì sẽ là 20.000 4 cái và mua 10 cái thì sẽ là 40.000 nhá. 10 cái 40.000. Tiếp theo là cái bộ rổ vuông này, 90.000 cái bộ rổ vuông như này. Hàng này thì siêu xịn sò luôn. Đấy, hàng của Việt Nhật nhá. Sẽ bao gồm cho các bác là combo là 3 đôi như này nhá. 3 đôi, một rổ một chậu như này. Đấy, sẽ có cho các bác là 3 đôi như này nhá, 3 đôi. To nhất là khoảng 35 và nhỏ nhất thì khoảng gần là 20. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một cái Cương ơi. Một cái cái này là cái gì nhỉ? Ca chiên dầu không nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm là một ca và một cái rổ lọc như này. Đấy. 100.000 thôi, 100.000. Hàng thì rất là dày dặn luôn. Cái này các bác đun bếp từ bếp ga thoải mái nhá. Đun bếp từ bếp ga thoải mái luôn. Các bác cho các cái loại đồ chiên vào đây. Sau đó thì mình chiên xong mình chỉ cần nâng lên như này thôi. Rất là tiện luôn. Lên cho em là ca chiên dầu nhá, ca chiên dầu. Giá của nó sẽ là 100k. 100.000 cái bộ ca chiên dầu như này nhá. Đấy, 100.000 cái bộ ca chiên dầu này. Dung tích của nó thì nó sẽ là 1 lít 2 này, 1 lít 2 luôn, rất to. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bàn chải đánh răng của cái kem đánh răng. Con này thì của Hàn Quốc này. Con này của Hàn Quốc, made in Korea này. Đấy, made in Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy. Đây, made in Korea. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% này. Tiếp theo là cái kem đánh răng của Nhật này. Con này thì chuyên chống viêm nướu và lợi chảy máu trên răng. Đấy, con này thì 120g nhá. Con này 120g 60.000. Còn con này thì dung tích của nó sẽ là 120g. Đấy, còn con này nó sẽ là 180g, 170g. Đây 170g. Hàng made in Japan.
Tiếp theo thì nó sẽ là cái ô dù nhật nhá, có mấy màu như này bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con ô dù nhật tự động như này. Đấy, đây các bác này, các bác chỉ cần là bật ra này nó sẽ ra này. Đấy, bật ra sẽ ra nhá. Ô của nó là nước đổ đầu vịt này, nan kép đẹp dày dẫn này. Đấy, và bóp này nó sẽ vào nhá. Khi các bác hạ xuống là phải ấn cái lẫy này cho em này, ấn lẫy này. Đấy, lưu ý các bác là khi cho lên cho xuống thì các bác phải nhấn lẫy nhá, mở ra này. Đấy, bóp vào này. Đấy, còn các bác chỉ cần là sập này là xong đó. Sau đó thì các bác xoay theo chiều tay và cất đi thôi đó. Giá thì sẽ là 80.000 thôi, 80.000 cho một con ô nhật như này, gấp gọn khoảng 25 cm, rất gọn luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đế nóng nhá. Đế nóng này 130.000 cái đế nóng như này, cắm điện trực tiếp 220, đun nấu các thứ thoải mái luôn. Đấy, cắm trực tiếp điện 220. Đấy, các bác có thể đặt các cái loại đồ sứ, đồ sành, rồi nói chung là tất cả các loại nồi đun được hết nhá. Đấy, đặt lên đây nó giữ nóng rất là tốt. 130.000 cái đế nóng như này, điện 220, bát pha mì này 50.000 cái tô pha mì như này. Đấy, lên cho em là tô pha mì nhá. Đấy, tô pha mì như này. Đấy, lên cho em là tô mì này. Lô này thì được tặng kèm thêm một cái xìa nhá, có lô không nhá. Đó, đây rất đẹp luôn. Đấy, bên ngoài bằng nhựa chống nóng này, bên trong inox 304, nắp đậy cực kín luôn. Các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok nhá. Đấy, đây, nắp của nó kín lắm, nắp kín mít luôn. Đấy, bên trong inox 304. Đấy, lên cho em là tô mì nhá. Tô mì giá sẽ là 50.000 một chiếc, 50.000 cho một cái tô mì như này. Đấy, tiếp theo thì nó sẽ là con tăng đơ này. Đầu tiên thì nó sẽ là con tăng đơ lược 110.000 nhá. 110.000 cho con tăng đơ lược như này. Đấy, một tăng đơ này, một lược, một bộ cữ này. Đấy, và đầy đủ các chi tiết đi kèm. Đây, các bạn này, dùng rất là ngon luôn. Và cũng có điều chỉnh ấy ở đây nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Cũng là hàng chống ăn da nhá, chống ăn da này. Các bác cắt thoải mái luôn, không lo bị ăn da nhá. Tăng đơ lược. Đấy, có cả lược kèm theo luôn. Giá sẽ là 110.000 cho con tăng đơ lược này nhá. 110.000. Đấy, lên cho em là tăng đơ lược nhá. 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tăng đơ của Philips. 170.000 con tăng đơ của Philips. Con này thì hàng chất lượng hơn nhiều. Hàng này nó sẽ là hàng cũng là pin sạc luôn, nhưng mà nó hàng cao cấp hơn. Đấy, cũng có đế, có đốc sạc các thứ đàng hoàng. Đấy, cũng pin nha. Con này thì hàng chất lượng rồi. Hàng thương hiệu Philips thì các bác biết rồi. Đấy, rất chất lượng các bạn. Đấy, lẫy liếc của nó nói chung là ngon lắm. Hàng của Philips chắc chắn các bạn này. Đó, đây. Rất là ngon luôn nhá. Hàng của thương hiệu Philips này. Đấy, Philips đây. Đấy, những cái đốc sạc của nó cũng rất là chắc chắn nhá. Con này thì dùng cực kỳ bền bỉ luôn. Đây, chân sạc của nó đây. Đấy, đây, đốc sạc của nó cực kỳ là chắc chắn, nặng luôn. Đó, chắc lắm. Đấy, hàng thương hiệu Philips nhá. Giá thì sẽ là 170.000. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ Philips nhá. 170.000 con tăng đơ của thương hiệu Philips như này, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giấy ăn nhá. Một thùng này của nó thì sẽ là 10.000 một gói. Một thùng này là 10 gói là một thùng này là 20 gói 140, còn 10 gói là 80.000. 10 gói là 80.000 nhá. Đấy, đây, 2, 4, 5 này. Một dây này là 10 gói là 80.000, còn mua cả thùng thì là 140. Giấy của nó thì siêu dai, siêu mềm luôn. Đấy, an toàn vệ sinh thực phẩm các bác nhá. Đó, giấy ăn dùng rất là ngon luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, thì các bác có thể mua cả thùng hoặc là mua lẻ tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhá. Đó, rất là ngon lành luôn. Một thùng này là 20 gói là 140 này. Một thùng này là 20 gói 140. Còn mua lẻ thì sẽ là 80.000 10 gói nhá. 80.000 một gói, còn mua lẻ nữa thì 10.000 một gói. Rồi, ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop phẩm hấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu điện thoại 2 SIM 4G hàng của thương hiệu Nokia. Đấy, Nokia 105. Đấy, 4G Pro nhá. Lên cho em là điện thoại 2 SIM 4G, giá sẽ là 490.000. Bên em bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là một cái hàng cực kỳ chất lượng cho các bác nhá. Nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại này. Đấy, một điện thoại Nokia này. Một điện thoại Nokia như này. Một viên pin nhá. Một điện thoại, một pin và một cáp sạc, nói chung là đầy đủ cho các bác luôn. Combo cho các bác điện thoại, SIM và cáp sạc. Và nó sẽ có cho các bác là bàn phím nổi cực kỳ dễ sử dụng luôn. Và có cho các bác là hai khai SIM nhá. Đấy, cái này hàng của hãng cho nên là nó rất là chắc chắn luôn. Đấy, các bác chỉ cần là đẩy cái lẫy ra cho em. Đấy, lắp SIM vào, hai khai SIM.
hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, hàng Việt Nam nhá. Đấy, công ty sản xuất ở Việt Nam, hàng Việt Nam chất lượng cao cho các bác luôn. Đấy, một điện thoại, một sim và một pin như này nhá, combo cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 490.000, 490.000. Đấy, lên cho em là điện thoại 2 sim 4G 490.000 nhá, 490.000, hàng của thương hiệu Nokia. Tiếp theo là bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái bộ nồi của Đức nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là nồi Đức 6 món nhá, giá sẽ là 700k. Đó, bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức, nồi Đức 6 món, giá sẽ là 700k nhá, 700.000. Đấy, bên em bao ship và các bác phải cọc trước 200 nhá, cọc 200k thì bên em mới gửi hàng nhá, cọc trước 200.000, nồi Đức 6 món. Đầu tiên thì nó sẽ là một con xoong to nhất này, to nhất này, hàng của thương hiệu Beijing này. Đấy, Beijing cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn nhá. Đó, các bác có thể đun đa chức năng luôn, bếp từ, bếp ga, bếp halogen, bếp hồng ngoại, các loại bếp cho em được luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 700.000. Đó. Đấy, mặt kính cường lực nhá, mặt kính cường lực như này. Tất cả đều là mặt kính cường lực. Con này thì sẽ là 5 lít nhá. 5 lít, 5 lít cho bác nhá. Con này 5 lít này. Tiếp theo là con nhỡ này. Con nhỡ con này sẽ là 4 lít này. Đấy. Đế của nó là đế 5 lớp nhá, đế 5 lớp. Các bác có thể đun bếp từ, bếp ga, bếp halogen, bếp hồng ngoại. Siêu dày luôn các nhá, siêu dày luôn. Đó. Tiếp theo là đến con 3 lít này. Con này nó sẽ là 3 lít nhá, 3 lít. Con này sẽ là 3 lít các bác này. Đó, con này sẽ là 3 lít này. Tiếp theo thì đến con 2 lít này. Đấy, con này là 2 lít này. Hàng nó dày lắm các bác. Dày, các bác nghe tiếng kêu là biết rồi. Hàng siêu dày luôn. Mặt kính cường lực nhá. Đấy, qua kiếc này. Mạ vàng rất là đẹp luôn. Tiếp theo là một con 2 lít vung lạch này. À, quay lạch này. Dày lắm các bác, dày lắm. Qua theo. Khá dày luôn. Đó, chữ chìm này. Đó, siêu dày chữ chìm luôn. Đó. Và một con chảo tráng đá chống dính, đường kính của nó vào khoảng là 26-27 cm. Đó, đây, rất dày các bạn, dày lắm. Đây, cầm nặng chỉ trịch luôn. Đó, giá thì sẽ là 700.000. Đấy, combo cho các bác 6 món này, đều là có vung hết nhá, có vung hết nhá. Chảo này cũng có vung luôn, các bác chiên rán xào nấu rất là tiện này, có vung hết này. Đó, con này thì sẽ là 700.000. Lên cho là bộ nồi Đức 6 món 700.000, cọc 200k thì bên em mới đi đơn nhá. Đó, giá thì cực kỳ hấp dẫn cho bác rồi. Bao gồm cho các bác là con này sẽ là 5 lít này, 4 lít này, 3 lít này và hai con 2 lít và một con chảo. Combo cho các bác 700.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một số cái mã ấm nhá. Ấm thì đầu tiên nó sẽ là một cái con ấm siêu tốc của Hàn Quốc này, hàng của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 130.000 cho con ấm siêu tốc của Hàn Quốc. Con này dung tích của nó sẽ là 2,5 lít nhá, 2,5 lít này. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ấm siêu tốc Hàn Quốc này. Đấy, điện 220V, 50Hz, 1500W và 2,5 lít. 130.000 nhá, 130k, ấm siêu tốc Hàn Quốc 130k này. Đấy. Tiếp theo nó sẽ là một con phích đun sôi này, phích đun sôi. Hàng cũng của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc. Con này thì vừa đun sôi vừa giữ nhiệt luôn. Đấy, giữ nhiệt nhá. Đấy, và cái này thì về nhà các bác cứ cho nước vào đây và nó sẽ giữ nhiệt cho các bác nhá. Giữ nhiệt cho các bác chỉ cần đặt vào cái khay này là xong. Vừa đun sôi vừa giữ nhiệt luôn. Đó, lên cho em là phích đun sôi. Giá sẽ là, các bác lên mã giúp cho em đó, con này nó sẽ là phích đun sôi nhá, phích đun sôi, hàng của thương hiệu Cuckoo này. Đó, Cuckoo. Con này thì dung tích của nó cũng là 3 lít cả vỏ nhá, 3 lít cả vỏ, điện 220V và 1300W, 180.000, 180.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc inox nhá, ấm siêu tốc inox 450.000. Chất liệu của nó thì bằng inox 304 này các bác này. Đó, đây. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. 2200W và dung tích của nó là 1,7 lít. Đấy. Con này thì dùng thì cực kỳ là đẹp rồi. 450.000, con này hàng của thương hiệu Kyler thì cực kỳ là xịn sò. Lên cho em là ấm siêu tốc inox nhá. Đấy, giá của nó sẽ là, đây, điều khiển của nó đây này. Đấy, giá của nó sẽ là đi 450.000. Đấy, bằng inox nhá, bằng inox. Tiếp theo thì sẽ là một con ấm siêu tốc Đức. Con này là 290.000. Con này thì có lưới lọc luôn. Nó sẽ có cái lưới lọc như này. Thì các bác có thể dùng để lọc trà, lọc cà phê, lọc các cái loại hạt cho vào đây đều được hết nhá. Pha trà, pha cà phê, các loại hạt.
Con này thì giá của nó sẽ là 290.000 bên em bao ship đến tận nhà nhá. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh này. Đấy, của thương hiệu Mega House của Đức các bác. Nói chung là các bác cứ cắm vào xong là bật ra là bê ra là uống thôi. Rất là tiện. Đấy, có khách có khứa tiện lắm. Đó. Con này thì dung tích của nó sẽ là đi đây. Thông số con này các bác này. 2000W 50Hz 1,8 lít. Con này cũng rất là tiện luôn, đặt vào là xong, kết nối bằng đồng hết này. Đấy. Ấm siêu tốc Đức nhá. Đấy, 290.000. Tiếp theo thì một cái con bình bình 20 nhá. Lên cho em là bình 20 này. Bình 20. Bình 20 dung tích của nó sẽ là 2 lít và giá sẽ là đi 80k nhá, 80k. Đó. Bình 20 2 lít 80k. 80.000. Inox 304, dày dẫn chắc chắn, giá hợp lý cho bác luôn. 80k thôi. Tiếp theo thì sẽ là một con này nó sẽ là con bình pha trà nhá, bình pha trà, giá sẽ là 100k, 100.000 con bình pha trà như này. Con này thì dung tích của nó sẽ là đi 1 lít. Đấy, bình pha trà 1 lít. Con này thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, nói chung là cũng đa di năng luôn. Nó có lưới lọc như này nhá, có lưới lọc như này. Pha trà, pha cà phê, inox 316, dung tích 1 lít nhá. Đấy, lên cho em là bình pha trà nhá, bình pha trà. Đó, bình pha trà màu đen rất là đẹp luôn, 100 cành. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy thái rau nhá. Đây nó sẽ là một cái máy thái rau như này. Hàng này của nó sẽ là có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 7 loại lưỡi tất cả đây. Đấy, combo cho các bác như này. Lưỡi nó ở đây hết rồi. Hỏi chị Giang cái máy thái rau bao nhiêu cái thế ghi đây nhỉ? Tất cả các cái loại lưỡi sẵn như này nhá. Đấy, lưỡi rồi đồ dùng sẵn như này. Cái này là để các bác sập vào mình hoa quả này. Đấy, đây, các loại lưỡi đi kèm như này. Dùng rất là tiện luôn. Đó, các bác cứ lắp vào là mình sử dụng thôi. Lên cho em là máy thái rau nhá, máy thái rau. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá. Đây, các bác chỉ cần nâng lên này thôi. Nó sẽ ra các kiểu dáng cho các bác luôn. Lên cho em là máy thái rau. Một bộ nạm 14 chi tiết này mà giá chỉ có mấy chục nghìn thôi các bác ạ. Đây là được làm từ nhựa ABS, rất là dày dặn, chứ không phải là cái hàng trôi nổi bóng dính ở ngoài chợ đâu ạ. Mà sử dụng cũng là rất là dễ dàng nha mọi người nhá. Đấy, mỗi một lần là chúng mình dùng cái gì này, có thì chúng mình chỉ cần tháo cái này ra. Đấy, xong rồi thay các đầu nạm này vào rất là dễ dàng. Mà có tận 14 chi tiết này, bao gồm này 3 cái để mình có thể thái hạt lựu này, to nhỏ này, 2 cái để mình thái khoai này, thái nhá. Trời ơi, có cả tỉa hoa nữa này. Nếu mà mình thái bình thường ấy thì làm sao mà nó bóng dính với cả nó đẹp được như này ạ. Hai cái để mình có thể thái các cái sợi này, sợi to sợi nhỏ đều đủ cả. Một cái để mình có thể lấy găm trứng này. Ao của nhà em thì cực kỳ tiện lợi nhá. Ở phía dưới này nó có cả một cái rổ nhanh quá. Nếu như mình thái xong rồi mình muốn rửa trực tiếp ấy, mình chỉ cần đổ nước vào đây xong mình đổ đi thôi. Đấy, tiện lắm ạ. Mà giá em sang trên TikTok chỉ có mấy chục nghìn thôi là còn phới ship đến tận nhà. Em để tỏ hàng có sáng màn hình nhá các bác nhá. Chưa bao giờ em nghĩ em có thể mua được một bộ nạm 14 chi tiết. Đó, 14 chi tiết các bác nhá. Đa di năng luôn. Các bác cứ lắp lưỡi các thứ vào đây. Đấy, nó sẽ có rổ đựng các bác. Đấy, có rổ đựng đầy đủ tạo hình hoa các kiểu con này đều luôn. Đây, đó, cả mấy cái bộ khay như này. Rất đẹp các bác nhá, rất đẹp, dày dẫn chắc chắn. Giá thì sẽ là 100k nhá. 100.000 cho cái máy thái rau như này. Đấy, đầy đủ combo cho các bác một cái bộ máy thái rau rất là nhiều chi tiết như này nhá. Đấy, dày dẫn chắc chắn các bác nhá. Lên cho em là máy thái rau. Giá sẽ là 100k nhá. Máy thái rau. 100k cho con máy thái rau như này. Đó. 100k các bác nhá. 100k, đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mẫu chảo 19 nhá, chảo 19. Chảo 19. Con này thì siêu dày luôn và đường kính của nó sẽ là 19 cm. Cho nên là bên em lên cho nó là chảo 19 luôn. Lên cho em là chảo 19 nhá, chảo 19. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Chỉ có 35.000 thôi. 35.000 trong cái chảo 19 như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là chảo 19 này. Chảo 19. Giá sẽ là 35k nhá, 35k. 35.000 cái chảo 19. Ở đây thì nó sẽ có chảo bên em gửi nó sẽ rời như này và kèm một cái quai như này nhá. Về nhà các bác chỉ cần lắp cái quai này vào, sau đó thì mình xoáy ốc vào cho em là xong. Đó, chảo 19. Con này thì dày lắm các bác. Các bác nghe tiếng kêu là đã thấy nó dày rồi. Chảo 19 siêu dày luôn. Giá sẽ là 35.000 nhá, 35.000. Giá thanh lý cho các bác cực kỳ tốt luôn. Chảo 19 35.000. Tiếp theo thì sẽ là một số các cái mã này. Nho khô này. À, táo khô này. Táo khô giá sẽ là 70k nhé. 70k cho một bịch táo khô như này. Lên cho em là táo khô này 70.000 này. Đấy, táo khô của Nhật 70.000 một bịch này. Đó.
quả to đều đẹp, dùng để ngâm rượu này, uống trực tiếp hoặc là ăn trực tiếp, hoặc các bác có thể hãm nước uống nhá. 70k cho một bịch táo khô như này. Tiếp theo là sâm, kẹo sâm Hàn Quốc nhá. Kẹo sâm Hàn Quốc. Đấy. Hàng made in Korea, kẹo sâm Hàn Quốc đây. Đấy. Giá của nó sẽ là 90.000. 90 đúng không? 90k cho một cái gói kẹo sâm như này. 500g nhá, nửa cân. Nửa cân kẹo sâm Hàn Quốc Samsung. Đấy, made in Korea. Giá sẽ là 90.000. Tiếp theo nó sẽ là cái trà sâm Hàn Quốc nhá, cũng hàng made in Korea luôn. Cái này các bác có thể dùng ăn trực tiếp luôn. Ăn trực tiếp hoặc hãm trà uống hoặc là ăn trực tiếp. Một bịch này của nó sẽ là 100 gói, một hộp 100 gói. Giá sẽ là 220.000. Bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 220.000. Trà sâm của Hàn Quốc made in Korea. Đây các bác này. Đó, rất ngon luôn. Đấy, các bác có thể dùng để ăn trực tiếp. Các bác nào bị mệt mỏi say tàu xe hoặc là ốm mệt dùng cái này cho em, hoặc là các bác bị đi viện về hoặc là sức khỏe giảm sút dùng cái này cho em. Hàng made in Korea các bác này, made in Korea 100% của Hàn Quốc, chiết xuất từ sâm của Hàn Quốc này. Đó. Giá sẽ là 220.000 nhá. 220k. Đấy, một hộp 100 gói luôn. 220.000 hộp 100 gói. Đây. Hộp này của nó sẽ là 100 gói, bao ship đến tận nhà thì các bác luôn. Sâm Hàn Quốc. Tiếp theo thì là một con nạo, các bác lên cho em là một con mài dao ba khe màu đỏ như này. Lên cho em là mài dao ba khe đỏ. Giá sẽ là 130.000, 130k. Mài dao ba khe đỏ, hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Đó, made in Japan các nhá. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một con máy mài dao. Con này thì giá sẽ là 70 à? 80.000. Cắm trực tiếp điện 220 cho em nhé. Con này cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đó, đây là cái thân máy của nó này. Đấy, các bác lắp vào. Đó, bật điện lên. Đấy, nó hòn đá này nó sẽ chạy nhá. Cắm trực tiếp điện 220 luôn. Lên cho em là máy mài dao 80k thôi. 80.000 cho con máy mài dao như này. Đấy, mài dao mài kéo đều được hết nhá. Mài dao mài kéo đều được hết, siêu sắc bén luôn. Máy mài dao 80.000. Tiếp theo nó sẽ là cái mẫu sạc bình ắc quy. Có hai mẫu, một mẫu là sạc được cả bình 12, 24 và một mẫu là sạc nguyên bình 12. Sạc nguyên bình 12 là 190k nhá, 190.000. Còn sạc bình cả 12 cả 24 là 290k, 290k. Đó. Con này nó sẽ là sạc được cả bình 12 cả bình 24. Hàng này nó sẽ là hàng của Nhật nha, và xuất đi rất nhiều nước luôn. Đó, xuất đi rất nhiều nước luôn. Có mẫu sạc bình 12 và sạc bình 12 24. Tức là nếu nhà bác nào nguyên bình 12 thì lấy cho em cái sạc 12 này thôi. Còn nếu có cả bình 12 cả bình 24 thì lấy hai mẫu, lấy cái mẫu cả sạc cả hai. Tiếp theo là cái phao nước nhá. Đấy, bây giờ thì các bác đừng dùng cái phao cơ truyền thống nữa, dùng cho em cái phao này cực kỳ tiện luôn. Đấy, có đầu lọc đầu điếc hẳn hoi và rất đơn giản thôi, các bác chỉ cần xoáy vào, nước ngập một phân là nó sẽ tự ngắt nhá. Phao nước giá thì sẽ là 70.000. 70.000 trong cái phao nước này thôi. Đó. Lên theo là phao nước nhá. Giá sẽ là 70k. Đó, phao nước 70k cho cái phao nước như này. Đó. Tiếp theo là cái cục lọc nhá. Cục lọc nước giá là 50k thôi. 50.000 cho cục lọc nước như này. Các bác có thể lắp vào các cái đầu như là máy giặt này, bình nóng lạnh này. Đấy, các cái đầu vòi nước mà nhà các bác sợ là nó bị nhiễm bẩn đấy thì các bác lắp vào xem. Và cái này thì các bác có thể tháo ra để mình vệ sinh rửa ráy được. Đấy, nó sẽ là một cái cục lọc nước này. Lên cho em là cục lọc nước, giá chỉ có 50k thôi, 50.000. Tiếp theo là hai mẫu nhá. Một cái mẫu gắp bát đĩa này thì sẽ là 50.000. Cái mẫu gắp bát đĩa này thì bên em bán rất là nhiều rồi, 50.000. Còn cái gắp nóng này thì sẽ là 35.000 nhá. 35k cho cái gắp nóng như này. Con này các bác có thể dùng để gắp nóng này, rồi lật cá, lật chiên rán xào nấu đều được ok hết nhá. Đấy, đây các bác có thể rán cá mình đưa vào mình kẹp mình lật như này, hoặc là đồ chiên đồ rán rất là tiện. Đấy, nó bằng thép không gỉ nhá, thép không gỉ rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Đó, vệ sinh môi trường. Giá sẽ là 35.000, 35.000. Còn cái lắp gắp nóng này thì nó 4 món tất cả luôn. Đấy, lên cho em là gắp nóng bát đĩa 50k. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một cái con hộp tăm nhá, hộp tăm. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là hộp tăm đồng nhá. Giá sẽ là 90.000 cái hộp tăm đồng như này. 90k cho một hộp tăm đồng như này, rất đẹp các bạn này. Đó, hộp tăm đồng rất đẹp luôn. Giá sẽ là 90k nhá. 90k cho cái hộp tăm đồng như này. Đó. Tiếp theo thì sẽ là cái
tô vít đa năng 8 trong 1 luôn. Đấy, nó rất là nhiều các cái đầu mũi vít như này. Giá là 80.000, 8 trong 1 luôn. Đấy. Các bác có thể dùng đầu nào thì dùng nhá. Dùng đầu nào thì mình lật lên này. Đó. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 8 đầu tô vít luôn. 4 3 khe và 4 lục giáp, rất là tiện. Đó. Thì các bác dùng cái nào các bác cứ lật ra cho em. To nhỏ lớn bé đều được hết nhá. Dùng để sửa chữa rất là ok. Tô vít đa năng 8 trong 1, giá là 80 cành. 80 cành thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác ba cái mẫu máy hút bụi này. Đấy. Đầu tiên thì con hút thổi bụi chạy bằng pin nhá. Con này chạy bằng pin. Con này thì cả hút cả thổi luôn. Cáp sạc, cáp xiếc đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà các bác cắm xào vào cái đấy, thổi rất là mạnh luôn nhá. Có cả hút cả thổi luôn. Đấy. Con này thì sẽ là 170.000 nhá. Hút thổi bụi chạy bằng pin. Đấy, con này cả hút cả thổi luôn. 170k này. Đó. Tiếp theo là một con chạy bằng điện này. Chạy bằng điện thì con này giá của nó sẽ là đi $260.000. Con này thì chuyên dùng bằng điện thôi. Đấy. Con này thì cũng có cả hút cả thổi luôn. Cả hút cả thổi luôn. Đó, các bác cứ đảo chiều đi, một chiều của nó sẽ là thổi, một chiều là hút. Công suất của nó siêu mạnh luôn. Công suất của nó siêu mạnh luôn. Đấy, con này chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin. À quên, xin lỗi, chạy bằng điện. Và hút cả thổi luôn. 260.000. 260.000 con này nhá. Tiếp theo là một con hút thổi bụi con này là cái gì nhỉ? Hút thổi bụi đại nhá. À con này chỉ chuyên hút thôi, con này không thổi được. Con này chuyên hút thôi đúng không? Các bạn này lên cho em là hút bụi đại nhá, hút bụi đại. 450.000. Con này thì nó sẽ là dòng cắm điện và hàng loại to. Hàng loại to các bác nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng khủng rồi. 450.000 nhá. Hàng này to lắm. Con này là 450.000. Đó, 450.000. Đầy đủ đầu hút thân dài như này này. Đấy, thân máy này. Đấy, thân máy này. Con này chạy cực kỳ khỏe luôn. Đây, máy chắc lắm các bạn, máy nặng trịch luôn. Đây, máy to chắc nặng trịch luôn các bạn. Đấy, đây là cái lẫy của nó này. Các bạn chỉ cần là ấn cái này để mình tháo ra này. Ấn cái lẫy này để mình tháo ra này. Đó, nó có cái lẫy ở đây. Sập vào đây các bạn này. Đó, sập vào đây kia. Đó, sập thì mình ấn cái lẫy này nó lại sập vào này. Đấy. Công suất của nó 1000W này. Con này hút thổi cực kỳ là khỏe luôn. Hút cực kỳ là khỏe luôn. Con này chỉ chuyên hút thôi. Đấy, dùng bằng điện như này thì nó rất là khỏe. Các bác có thể dùng để mình hút bụi ở nhà này, hoặc là ô tô này, tàu xe này đều ok hết nhá. Đây. Đấy. Rất là nhiều đầu chân hút đi kèm các kiểu con này điều luôn. Giá thì cực kỳ là hợp lý nhá. Một con hút thổi bụi như này, giá thì chỉ có cho các bác là 450.000 thôi. Hàng loại đại siêu khủng luôn. Đấy, hàng đại siêu khủng luôn. Đấy, hút bụi cực kỳ là ngon luôn nhá. Các loại hút được hết nhá. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con đèn nam châm nhá. Đây, nó sẽ là một con đèn nam châm như này. Đấy, nó sẽ có hai mẫu. Một mẫu của nó sẽ là 10 bóng và mẫu này của em là 20 bóng nhá, 20 bóng LED. Có nam châm hít như này nhá, có nam châm hít như này. Các bác có thể xoay này. Đấy, đảo hướng các kiểu con là điều luôn để mình dùng làm đèn học, đèn nhiếc các kiểu luôn. Lên cho em là đèn nam châm. Giá của nó sẽ là đi 60 giá của nó sẽ là 65k nhá, 65k cho con đèn nam châm như này. Đó. Lên cho em là đèn nam châm 65.000. 65.000 cho con đèn nam châm như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có một cái nam châm hít này. Đấy, sẽ có cho các bác là dây dài đâu đó nó vào khoảng là đi 1 mét, hơn 1 mét một chút. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để vào máy may này hoặc là dùng ở đâu cũng được, nó rất là tiện. Khi mà các bác nhỡ việc thì các bác dùng con này cho em. Đây. Đấy. Ví dụ đây nhá. Đặt vào cái là nó có nam châm hít luôn. Cắm trực tiếp cho em điện 220 này. Đó, có công tắc tắt bật này. Đây. Rất sáng luôn các bác nhá. Đây. Đấy. Có nam châm hít thì nó rất là tiện. Đấy các bác theo. Đây nhá. Có nam châm hít này. Đặt vào cái là nam châm nó sẽ hít này. Đây, nam châm hít này. Đó, và các bác có thể xoay nhá. Xoay cái này. Đó. Nam châm hít và mình có thể xoay. Đây. Nam châm hít rất chặt luôn. Đấy. Nam châm hít rất chặt luôn. Đấy, các bác có thể xoay này. Đấy. Xoay đảo hướng luôn, có công tắc đóng ngắt này, rất là tiện, sơ cua. Đó, mình cần chỗ nào cần tăng cường ánh sáng thì mình dùng con này chị em. Đấy, dùng để học bài này hoặc làm việc này, rất là tiện nhá. Dây cũng khá là dài luôn, có nam châm hít như này. Giá thì thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là đi 65.000 thôi. 65.000 cho con đèn nam châm như này.
các bác đã được thưởng thức chất âm của con loa ngắn nhá các bác nhá. Con này thì các bác lên cho em là loa ngắn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 195.000. 195.000 cho con loa ngắn như này. Đấy, loa ngắn, lên cho em là loa ngắn 195.000. Tiếp theo thì em sẽ test cho các bác cái con này các bác bật nguồn thì các bác giữ lì, ấn lì này cho em nhá. Ấn lì này nhá. Đấy, ấn lì này này sẽ lên nó tắt này. Để các bác giữ cái phím nguồn này, ấn cho em. Đó. Nó sẽ có 3 phím nhá. Các bác nhấn lì cho em. Và đằng sau của nó thì có hai chân, một chân cắm sạc này, một chân cắm USB và một chân cắm jack 3.5. Đó. Con này thì chất âm cũng cực kỳ là hay luôn. Tiếp theo thì em sẽ kết nối cho các bác cái chất âm của con loa gỗ dài này nhá. Con loa gỗ dài này thì sẽ là 260k nhá. 260.000. Lên cho em là loa gỗ dài 260.000 của nhá. Đấy. Loa gỗ dài này. Loa gỗ dài 260k. 260.000 cho con loa gỗ dài như này nhá. Loa gỗ dài. Các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy. Bật nguồn lên cho em. Nút nguồn đây. Các bác bật nguồn lên. Sau đó thì các bác vào các bác kết nối vào Bluetooth này. Đấy, kết nối vào Bluetooth cho em. Đấy. Kết nối vào Bluetooth, sau đó thì mình sẽ nó sẽ dò nhá. Đấy, nó sẽ dò và nó sẽ ghép đôi thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy. Đấy, dò sau đó thì nó ghép đôi và là xong các bác nhá. Đó. Con này thì cũng chiều dài của nó thì vào khoảng 40 cm, chiều cao là 10 10. Đấy, cao 10, rộng 10. Đấy, chất liệu của nó thì vỏ bằng gỗ này. Vỏ bằng gỗ rất là đẹp luôn. Vỏ gỗ, vân gỗ rất là đẹp. Và có các cái phím điều khiển này. Có thêm cho các bác là cả cái giá đỡ điện thoại như này luôn. Thì khi các bác sử dụng nó rất là tiện. Lên cho em là loa gỗ dài 260.000 bên shop bao ship đây các bác nhá. Đó, con này em đã kết nối vào Bluetooth nhá. Nó sẽ có hai loa như này. Hai loa hai bên này. Đó. Mã của nó là SM520. Cho to nhỏ ở đây nhá. To nhỏ thì là hay luôn các bác nhá. Con này thì vỏ của nó là vỏ gỗ, vân gỗ rất là đẹp nha. Đó, 260.000 cho con loa gỗ dài như này. Đấy, lên cho em là loa gỗ dài. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là chân cắm USB, thẻ nhớ, rồi đầu 3.5, cổng sạc vào, rồi nói chung là nguồn nhiếc các thứ đầy đủ luôn. Chất âm thì khỏi phải bàn rồi. Đó. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác con đài FM nhé. Con đài FM. Con này cũng là 260.000. Bên shop bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, các bác bật cho em chế độ FM này. Sau đó đây cái nút này là bật nguồn này. Đó. Bật nguồn. Sau đó thì mình bắt đầu mình dò thôi. Đó, đây. Dò đây các bác nhá. Đó. Các bác cứ để cho em chế độ FM, sau đó thì các bác dò. Các bác cứ dò từ từ là nó sẽ ra thôi. Khi dò này các bác dò chậm cho em nhá. Đấy. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nước ta đang trải qua quá trình chuyển đổi số với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, kỹ thuật, công nghệ và Internet. Có cả đồng hồ luôn các bác nhé, có cả đồng hồ luôn. Các bác tháo thêm cái lẫy này ra này, gạt cái đồng hồ xuống là nó chạy này. Tuy nhiên, các đồng hồ này kim trôi, buổi tối các bác có thể để phòng ngủ được, không sợ bị kêu nhé. Tăng cường những giải pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng trong tình hình mới. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong 6 tháng đầu năm, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cáp sạc này, một viên pin này. Đó, mà các bác không có thể lắp pin to được nhá. Rất ngon luôn. Đây là điều chỉnh đồng hồ này. Đấy. Nổi lên là hoạt động tấn công. Ngoài ra thì các bác có thể dùng tính năng MP3 nhá. MP3 thì các bác bật MP3 lên cho em. Sau đó thì các bác dò vào Bluetooth nhá. Dò vào Bluetooth này. Đó. Dò vào Bluetooth cho em. Đó. Sau đó thì các bác kết nối như bình thường. Con này thì giá sẽ là 260.000. Lên thì em là đài FM nhé. 260.000 bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó.
các bác dò cho em là đài FM này, nó có cái mã đây này, NS8898BT này. Đó. Thì các bác cứ dò là nó sẽ ra thôi. Sau đó thì mình ghép đôi vào. Đây các bác nhá. Đó. To nhỏ ở đây các bác này. Con này thì nghe loa thì nó cũng bình thường thôi, nó sẽ không hay như là cái loa trên nghe. Nhưng mà cũng nghe ok các bác. 260.000 vừa có đài FM, vừa có loa, vừa có đồng hồ. Bao ship về tận nhà. Giá siêu hạt rẻ luôn. Chất âm thì nó sẽ không hay bằng hai cái loa kia được các bác nhá. Đấy, to nhỏ ở đây các bác này. Khi các bác sử dụng tính năng FM thì các bác cho FM này. Đấy. Các bác sử dụng tính năng MP3 thì cho MP3 cho em nhá. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phẩm hấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu điện thoại 2 SIM 4G hàng của thương hiệu Nokia. Đấy, Nokia 105. Đấy, 4G Pro nhá. Lên cho em là điện thoại 2 SIM 4G, giá sẽ là 490.000. Bên em bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là một cái hàng cực kỳ chất lượng cho các bác nhá. Nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại này, đấy, một điện thoại Nokia này, một điện thoại Nokia như này, một viên pin nhá, một điện thoại, một pin và một cáp sạc, nói chung là đầy đủ cho các bác luôn. Combo cho các bác điện thoại, sim và cáp sạc, và nó sẽ có cho các bác là bàn phím nổi cực kỳ dễ sử dụng luôn, và có cho các bác là hai khai sim nhá. Đấy, cái này hàng của hãng cho nên là nó rất là chắc chắn luôn. Đấy, các bác chỉ cần là đẩy cái lẫy ra thì lắp sim vào, hai khai sim. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng Việt Nam nhá. Đấy, công ty sản xuất ở Việt Nam. Hàng Việt Nam chất lượng cao cho các bác luôn. Đấy, một điện thoại, một sim và một pin như này nhá. Combo cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 490.000. 490.000. Đấy, lên cho em là điện thoại 2 sim 4G 490.000 nhá. 490.000. Hàng của thương hiệu Nokia. Tiếp theo là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi của Đức nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là nồi Đức 6 món nhá, giá sẽ là 700k. Đó. Bộ nồi Đức này. Bộ nồi Đức. Nồi Đức 6 món, giá sẽ là 700k nhá. 700.000. Đấy, bên em bao ship và các bác phải cọc trước 200 nhá. Cọc 200k thì bên em mới gửi hàng nhá. Cọc trước 200.000 nồi Đức 6 món. Đầu tiên thì nó sẽ là một con xoong to nhất này. To nhất này. Hàng của thương hiệu Beijing này. Đấy, Beijing. Cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn nhá. Đó. Các bác có thể đun đa chức năng luôn, bếp từ, bếp ga, bếp halogen, bếp hồng ngoại, các loại bếp cho em được luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 700.000. Đó. Đấy. Mặt kính cường lực nhá, mặt kính cường lực như này. Tất cả đều là mặt kính cường lực. Con này thì sẽ là 5 lít nhá. 5 lít. 5 lít cho bác nhá. Con này 5 lít này. Tiếp theo là con nhỡ này. Con nhỡ con này sẽ là 4 lít này. Đấy. Đế của nó là đế 5 lớp nhá. Đế 5 lớp. Các bác có thể đun bếp từ, bếp ga, bếp halogen, bếp hồng ngoại. Siêu dày luôn các nhá. Siêu dày luôn. Đó. Tiếp theo là đến con 3 lít này. Con này nó sẽ là 3 lít nhá. 3 lít. Con này sẽ là 3 lít các bác này. Đó, con này sẽ là 3 lít này. Tiếp theo thì đến con 2 lít này. Đấy, con này là 2 lít này. Hàng nó dày lắm các bác. Dày các bác nghe tiếng kêu là biết rồi. Hàng siêu dày luôn. Mặt kính cường lực nhá. Đấy, quai kiếc này. Mạ vàng rất là đẹp luôn. Tiếp theo là một con 2 lít vung lệch này. À, quai lệch này. Dày lắm các bác. Dày lắm. Qua theo. Khá dày luôn. Đó, chữ chìm này. Đó, siêu dày chữ chìm luôn. Đó. Và một con chảo tráng đá chống dính, đường kính của nó vào khoảng là 26-27 cm. Đó, đây. Rất dày các bạn, dày lắm. Đây, cầm nặng chịch chịch luôn. Đó, giá thì sẽ là 700.000. Đấy, combo cho các bác 6 món này. Đều là có vung hết nhá. Có vung hết nhá, chảo này cũng có vung luôn. Các bác chiên rán xào nấu rất là tiện này. Có vung hết này. Đó, con này thì sẽ là 700.000. Lên theo là bộ nồi Đức 6 món 700.000, cọc 200k thì bên em mới đi đơn nhá. Đó, giá thì cực kỳ hấp dẫn cho bác rồi. Bao gồm cho các bác là con này sẽ là 5 lít này, 4 lít này, 3 lít này và hai con 2 lít và một con chảo. Combo cho các bác 700.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một số cái mã ấm nhá. Ấm thì đầu tiên nó sẽ là một cái con
ấm siêu tốc của Hàn Quốc này, hàng của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 130.000 cho con ấm siêu tốc của Hàn Quốc. Con này dung tích của nó sẽ là 2,5 lít nhá, 2,5 lít này. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ấm siêu tốc Hàn Quốc này. Đấy, điện 220V, 50Hz, 1500W và 2,5 lít. 130.000 nhá, 130k, ấm siêu tốc Hàn Quốc 130k này. Đấy. Tiếp theo nó sẽ là một con phích đun sôi này, phích đun sôi, hàng cũng của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc. Con này thì vừa đun sôi vừa giữ nhiệt luôn. Đấy, giữ nhiệt nhá. Đấy, và cái này thì về nhà các bác cứ cho nước vào đây và nó sẽ giữ nhiệt cho các bác nhá. Giữ nhiệt cho các bác chỉ cần đặt vào cái khay này là xong. Vừa đun sôi vừa giữ nhiệt luôn. Đó, lên cho em là phích đun sôi, giá sẽ là, các bác lên mã giúp cho em đó, con này nó sẽ là phích đun sôi nhá, phích đun sôi, hàng của thương hiệu Cuckoo này. Đó, Cuckoo. Con này thì dung tích của nó cũng là 3 lít cả vỏ nhá, 3 lít cả vỏ. Điện 220V và 1300W, 180.000, 180.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc inox nhá, ấm siêu tốc inox 450.000. Chất liệu của nó thì bằng inox 304 này các bác này. Đó, đây. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. 2200W và dung tích của nó là 1,7 lít. Đấy. Con này thì dùng thì cực kỳ là đẹp rồi. 450.000 con này, hàng của thương hiệu Kyler thì cực kỳ là xịn sò rồi. Lên cho em là ấm siêu tốc, ấm siêu tốc inox nhá. Đấy, giá của nó sẽ là, đây, điều khiển của nó đây này. Đấy. Giá của nó sẽ là đi 450.000. Đấy, bằng inox nhá, bằng inox. Tiếp theo thì sẽ là một con ấm siêu tốc Đức. Con này là 290.000. Con này thì có lưới lọc luôn. Nó sẽ có cái lưới lọc như này. Thì các bác có thể dùng để lọc trà, lọc cà phê, lọc các cái loại hạt cho vào đây đều được hết nhá. Pha trà, pha cà phê, các loại hạt. Con này thì giá của nó sẽ là 290.000, bên em bao ship đến tận nhà nhá. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh này. Đấy, của thương hiệu Mega Hall của Đức các bác. Nói chung là các bác cứ cắm vào xong là bật ra là bê ra là uống thôi. Rất là tiện. Đấy, có khách có khứa tiện lắm. Đó. Con này thì dung tích của nó sẽ là đi đây. Thông số con này các bác này. 2000W, 50Hz, 1,8 lít. Con này cũng rất là tiện luôn, đặt vào là xong, kết nối bằng đồng hết này. Đấy. Ấm siêu tốc Đức nhá. Đấy, 290.000. Tiếp theo thì một cái con bình bình 20 nhá. Lên cho em là bình 20 này. Bình 20. Bình 20 dung tích của nó sẽ là 2 lít và giá sẽ là đi 80k nhá, 80k. Đó. Bình 20 2 lít 80k, 80.000. Inox 304, dày dẫn chắc chắn, giá hợp lý cho bác luôn. 80k thôi. Tiếp theo thì sẽ là một con này nó sẽ là con bình pha trà nhá, bình pha trà, giá sẽ là 100k, 100.000 cho con bình pha trà như này. Con này thì dung tích của nó sẽ là đi 1 lít. Đấy, bình pha trà 1 lít. Con này thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, nói chung là cũng đa di năng luôn. Nó có lưới lọc như này nhá, có lưới lọc như này. Pha trà, pha cà phê, inox 316, dung tích 1 lít nhá. Đấy, lên cho em là bình pha trà nhá, bình pha trà. Đó, bình pha trà màu đen rất là đẹp luôn, 100k. Rồi ok. Các bác, hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho các bác một loạt cái mẫu đài FM rất là đẹp luôn. Đó, thì em lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng thì từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Bên em bán buôn cực kỳ đơn giản thôi. Hai số điện thoại bên em để hai dưới góc màn hình nhá. Các bác có thể xem tham khảo và đặt mua hàng giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác đó là cái mẫu đài số 3 nhá. Mẫu đài số 3. Mẫu này sẽ là 310.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, hàng của Nhật này, made in Japan này. Đó, sử dụng thì cực kỳ đơn giản, các bác chỉ cần là bật cho em cái phím này lên này. Đó, đấy. Sau đó thì các bác dò thôi. Đấy. Có mặt trên thị trường, được bào chế ở dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào cái túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Thì có gì đâu, mua chúng ta mua về, sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điện tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1 2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng các ta bác có thể nước. Điều chỉnh dò tần sóng ở đây nhá. Đó, dò tần sóng ở đây này. Đó. Tần sóng thì mình dò ở đây chị em. Đấy. Còn to nhỏ thì ở đây, cái này vừa là to nhỏ vừa là tắt nguồn luôn.
Đấy, lên cho em nó sẽ là mẫu đài số 3. Con này sẽ là 310.000 nhá. Đấy. Và em sẽ bật lên để em bắt Bluetooth cho các bác xem. Ở đây nó sẽ có chế độ là FM này. Đấy, FM, AM rồi SQS này. Các bác cứ để cho em chế độ FM là xong. Đấy, các bác nghe nhạc thì chọn cho em là chế độ Music này. Sau đó thì các bác có thể cắm thẻ nhớ này, cắm MP3 rồi các kiểu con đà điểu luôn. Đó, và đây là cái cổng sạc, cái cổng nguồn của nó nhá. Cổng nguồn của nó đây. Đấy, cổng nguồn của đây rất là tiện luôn. Đấy, các bác có thể cắm sạc cho em. Đó, rồi em sẽ bắt MP3 để nghe nhạc cho các bác xem nhá. Đây các bác nhá. Đó, kết nối Bluetooth để các bác có thể nghe nhạc này. Ngoài tính năng nghe đài thì các bác có thể kết nối Bluetooth để nghe nhạc cho em. Con này thì nó có cả pin năng lượng mặt trời luôn nhá. Có cả pin năng lượng mặt trời luôn. Một tấm pin năng lượng mặt trời như này các bác này. Đó. Đấy. Bài xanh rất ngon luôn. Kích thước của nó đây. Đấy, con này thì kích thước của nó sẽ là như này các bác này. Đấy, kích thước của nó sẽ là chiều dài là 16, cao cả quai là 16 luôn. Đấy, và bản rộng thì cũng là vào 8 cm. Đó, rất là nhỏ gọn luôn nhá. Đó, có kết nối Bluetooth rất là hay luôn. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là mã này. Các bác lên mã cho em mã này nó sẽ là đài số 3 nhá, đài số 3. Giá sẽ là 310.000 cho con đài số 3 như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu mẫu này nó sẽ là mẫu đài số 2 này, đài số 2. Đó, con này sẽ là 360.000. Cũng có một tấm pin năng lượng mặt trời con này, có một tấm pin năng lượng mặt trời đây. Đấy, có pin năng lượng mặt trời luôn. Ngoài ra thì nó sẽ là một cái dòng đài to hơn một chút. Đó, vỏ vân gỗ rất là đẹp luôn. Kích thước thì chiều dài của nó là 23, chiều cao cả quai thì sẽ là 17 và chiều dày của nó thì cũng vào gần 10. Đấy, con này cũng nghe rất là hay luôn. Thì đầu tiên các bác bật cái nốt volume này vừa là nốt nguồn luôn này. Tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định. Tòa án nhân dân huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa thông báo cho chất bà âm thì cực kỳ hay và ấm luôn. 1922, nơi cư trú cuối cùng thôn 3, cũ là thôn 5, xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Bà Khiêm vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2002 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Khiêm liên hệ với tòa nhân dân. Loa to các bác nhá, loa to, chất âm hay, nghe rất là ấm tiếng nhá. Đó, hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, rất chất lượng các bạn. Đó, đây, đây là cái đây, hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Sử dụng pin 18650 nhá. Made in Japan các bác nhá. Đó. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là đi một con loa như này, hai con loa như này và bắt Bluetooth thì các bác để tính năng Bluetooth cho em. Đó, Music đây. Các bác để tính năng Music như này. Sau đó thì mình sẽ bật nguồn lên và kết nối với ấy cho em, kết nối với điện thoại cho em nhá. Đó, các bác kết nối điện thoại cho em. Bật Bluetooth lên, kết nối điện thoại này. Các bác dò, nó sẽ ra tên cái mã sản phẩm ở đây. Đó, thì các bác cứ thế là mình dò thôi. Đấy. Sau đó là mình ghép đôi và là mình sử dụng thôi. Thì nó sẽ là tất cả các mẫu đài thì nó sẽ là vừa là FM và vừa là để nghe nhạc MP3 được luôn. Rất tiện ích luôn. Thì đây để em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem. Con này thì nó to hơn nên là chất âm nó rất hay các bác nhá. Đó. Chất âm cực kỳ là hay luôn. Hai loa bass này, hai loa check này. Con này mà nghe nhạc thì cực kỳ đầm ấm luôn. Nói chung là rất là hay luôn, vừa dùng để nghe nhạc này, vừa dùng để các bác gọi là vừa dùng để nghe nhạc, vừa dùng để nghe đài được luôn. Rất là tiện nhá. Đấy. Và đây thì có kèm cáp sạc này và một viên pin như này nhá. Một viên pin 18650. Rất tiện luôn. Đó. Các bạn thấy không? Chất âm của nó cực kỳ là hay luôn. Con này thì vừa là nghe đài, vừa là Music này. Đó, vừa Music như này. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là đài số 2. 360.000 nhá. 360.000. Âm cực kỳ là hay luôn. Đó. Chất âm rất hay các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác một cái mã nữa. Đó là cái mã đây. Nó sẽ là một cái mã
to hơn một chút nhá. Đây. Mã này thì sẽ là to hơn một chút các bác này. Đó, đây. Rất to luôn. Đây. Đấy, rất to luôn các bác nhá. Con này thì rất là to luôn. Đó. Đây, nó sẽ to như này các bác này. Đấy. Em sẽ đo kích thước cho các bác xem trước. Đó. Đây. Con này thì chiều dài của nó là 26 nhá, dài 26. Chiều rộng là 15 và chiều cao cũng là 12 13. Đó. Thì nó sẽ là một con đài như này. Vỏ gỗ này. Đó, vỏ gỗ cực kỳ đẹp luôn. Vừa nghe đài vừa nghe nhạc được luôn. Đấy, bật lên cho em này. Sau đó thì mình bắt sóng này. Bắt sóng nhá. Các bác kéo dâu cao lên kia để nó bắt sóng cho nó nét. Các bác dò này cho em này. Đó. Nó sẽ có cho các bác là chế độ là FM này. Đấy. FM là trên cùng này, sau đó là AM mà cuối cùng là đến MP3 nhá. Các bác xem cái chấm này cho em này. À đây nó sẽ có cái chấm ở đây này. Cái chấm trên cùng này là FM này. Chấm thứ hai là AM và cuối cùng là nghe nhạc MP3 này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan các bác này. Vitamin là dưỡng chất thiết yếu. Thể hoạt động khỏe mạnh. Như việc bổ sung quá mức có thể gây ra những tác động tiêu cực. Nhiều người cho rằng càng dùng nhiều vitamin. Con này thì loa nó rất là to. Cho nên là chất âm của nó cực kỳ là đầm và hay luôn. Có thể dẫn đến ngộ độc hoặc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Rất đẹp luôn. Bác sĩ Nguyễn Thị Thu, Viện Y học ứng dụng Việt Nam khuyến cáo. Đấy, thì khi mà các bác chọn chế độ thì nhớ chọn cho em là cái chế độ FM là trên cùng này nhá. Đây, FM là trên cùng này. Đấy. Rồi bây giờ thì các bác để cho em chế độ MP3 này là đấy, ngoái xuống dưới cùng này luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ có cả một cái cổng thoát trống ở đây cho nên là nó rất là hay luôn. Đó. Thì các bác kết nối Bluetooth cho em. Sau đó thì mình sẽ test nhạc nhá. Đấy, các bác mở điện thoại lên này, vào phần Bluetooth này. Đấy, vào phần Bluetooth này. Sau đó thì các bác tắt đi này, sau đó bật lại để nó dò này. Bật lên này. Đấy. Để nó dò này. Sau khi nó dò xong thì các bác kéo xuống cuối cùng là nó sẽ hiện lên cái tên cái mã này. Đó, cái mã này. Sau đó thì các bác dò. Dò nó ra mã rồi thì mình kết nối và mình nghe nhạc thôi. Đó, đây mã của nó là CVK này, 6685 này các bác này. Đó. Sau đó thì các bác ghép đôi vào, rất dễ thôi. Đó. Sau đó thì mình mở nhạc lên, đó. Chất âm của nó cực kỳ là hay luôn. Con này âm hay lắm bác. Đấy. Con này chất âm rất hay luôn. Chất âm nó hay lắm các bác. Nó có cả cổng trống luôn. Con này chất âm thì thôi rồi luôn. Con này lên cho em là đài 1 nhá. Đài 1 giá sẽ là 450.000. 450.000 cho con đài 1 như này. Đó. Lên cho em là đài 1 450.000. Chất âm cực kỳ là hay luôn các bác nhá. Đều có các cổng kết nối hết này. À, USB, thẻ nhớ, rồi jack 3.5, rồi chân cắm sạc này. Con này thì ngoài ra thì nó có cả cổng cắm nguồn trực tiếp luôn. Các bác có thể cắm nguồn điện 220 cũng được. Hoặc là nghe bằng pin nhá. Đó. Chất âm cực kỳ là hay luôn. Đấy, khi các bác dò sóng thì dò cho em là nó sẽ có là nấc là FM này, AM này. Đấy, và MP3 nhá. Đây các bác theo cái gạch này cho em. Đó. Tiếp theo thì một cái mẫu đài nữa, đó là cái mẫu đài 4 nhá. Đài 4 hay là cái mẫu đài cũ đấy. Đấy, các bác lên cho em là đài 4 hoặc là mẫu đài cũ. Con này thì giá sẽ là 260.000 nhá. 260.000 thì cái mẫu đài 4 như này. Con này là 260.000. Đó, các bác để cho em chế độ là FM này. Đó. Đấy. Để cho em chế độ FM, sau đó thì mình bật nguồn lên này. Đó. Bật nguồn lên là mình dò thôi. Đó. Nó cũng rất là đơn giản thôi. Đó, nói chung là con nào thì nó cũng như nhau thôi. Và kết nối MP3 nữa nhá. Đấy, con này cũng rất là hay luôn. Con này là 260.000.
đây để em sẽ kết nối cho các bác xem. Đấy các bác này. Đó. Theo cái hướng là như vậy thì chúng ta sẽ xử lý được. Con này thì ưu điểm của nó là có thêm cái đồng hồ nhá. Đấy. Như cái tinh thần đó. Thì các bác lên cho em là mẫu đài cũ hoặc là mẫu đài có đồng hồ nhá. Đấy, mẫu đài cũ, đài có đồng hồ. Đấy, hoặc là đài 4 đều được nhá. Đó. Con này thì riêng con này ưu điểm là có đồng hồ. Đấy, có đồng hồ như này. Cũng có 3 cổng kết nối này. Đấy, đồng hồ này đây. Đồng hồ chạy này. Đấy, đồng hồ chạy này. Có 3 cổng kết nối này. Đấy, các bác có thể kết nối MP3 cho em. Đấy, kết nối MP3 thì cũng như các mẫu khác thôi. Các bác cứ vào dò Bluetooth là nó sẽ ra. Đấy. Con này thì chất âm cực kỳ là hay luôn. Cũng rất là hay luôn nhá. Đấy. Các bác ghép đôi vào cho em là đoánh nhạc thôi. Rất là tiện. Con này cũng nghe nhạc rất là phê luôn. Giá thì cực kỳ là hợp lý cho các bác nhá. Đấy các bác thấy không? ba này, 7 này, 7. Tất cả chất âm đều hay hết nhá. Con này thì các bác lên cho em là đài đồng hồ. Riêng con này là nó có đồng hồ nên lên cho em là đài đồng hồ cũng được nhá. Đài đồng hồ. Đấy, hoặc là đài cũ hoặc đài 4 cũng được. Đài 4, đài đồng hồ cũng được. Đều là hàng cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Chất âm thì rất là hay. Bên shop cũng bán rất là nhiều được các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lô bơm xe đạp đây. Nó sẽ làm cái dòng bơm 2T như này nhá. Đây, bơm 2T cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Dung lượng của nó, xi lanh của nó là lên tới 10kg nhá, bơm được 10kg. Thân của nó bằng thép nhá, thân của nó bằng thép. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, xi lanh thì cực kỳ là đầm nhá. Bơm rất là ngon luôn, 2T các bác này. Đấy, bơm rất là khỏe luôn. Hơi đẩy các bác nhá. Đấy các bác theo. Đây. Đấy. Hơi của nó rất là đẩy hơi luôn. Đấy. Nó có thể bơm được ô tô con cái thứ thoải mái luôn. Ngoài ra ở đây nó sẽ có cho các bác là ba cái đầu bơm như này để các bác có thể bơm phao, bơm bóng rồi bơm các loại chất liệu đều được luôn. Đó. Nặng thì nó vào khoảng cân mấy, 2 cân, có thể gấp gọn được. Hàng nội địa của Nhật. Hàng bên em thanh lý được hệ thống siêu thị nhá. Đây, Santalay made in Japan này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, khung xương cực kỳ dày dẫn và chắc chắn và đẹp nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250.000 nhá. 250.000 thanh lý cho bác, còn 230.000 bao ship tận nhà luôn. Lên cho em là bơm 2T nhá. Bơm 2T 230k thôi. 230.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. Bơm 2 xi lanh cực kỳ ngon lành, hàng nội địa của Nhật nhá, chất lượng cho bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số bảng 1 nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đó. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là Kia siêu bẫy chuột thông minh nhá. Con này 15.000 một chiếc, 15k một chiếc. Đấy, đây các bác này. 40.000 ba cái. Đấy, các bác thấy không? Rất nhạy luôn nhá. 15k một chiếc. Các bác chỉ cần là lấy hai tay bóp đều này cho em này. Đó, sau đó thì là con chuột nó chạy qua nó sẽ sập bẫy luôn. Các bác thấy không? Rất nhạy luôn, 15k một chiếc nhá. Tiếp theo nó sẽ là cái mã kính lúp này. 70.000 một cái này. Lên cho em là kính lúp nhá. Con này các bác có thể lắp pin vào đây, về nhà các bác mua thêm pin mình lắp vào. Đó, các bác thấy không? Đây, kính lúp này. Đó, phóng to. Giá thì sẽ là 70.000 cái kính lúp như này. Tiếp theo là bộ rổ vuông nhá. Giá của nó sẽ là 90.000 trong cái bộ rổ vuông như này. Bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc hàng nhựa Việt Nhật nhá. Đấy, các bác thấy không? Chất liệu nhựa khỏi phải bàn rồi. Hàng chất lượng nó khác ngay các bác này. Đó. 90.000 cho một bộ như này, bao gồm cho các bác là 3 rổ nhá, 3 rổ 3 chậu để mình rửa rau. Đấy, con to con nhỏ nhá. Đấy, chồng nhau rất tiện luôn. 90.000 trong cái bộ rổ vuông như này. Lên cho em là rổ vuông. Giá của nó sẽ là 90 cành nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái khóa số này. Đấy, khóa số thì nó sẽ có cho các bác là khóa dây như này nhá, khóa dây. Mật khẩu thì bên em để mặc định của nó sẽ là không ra nhỉ. Cái khóa dây số này thì ra hỏi giá đi. Khóa dây số này thì bên em có 2 mẫu nhá, một mẫu to, mẫu nhỏ này. Đó, một mẫu to, mẫu nhỏ. Mẫu nhỏ này thì đường kính của nó vào khoảng là trên 10 cm, còn mẫu to này thì đường kính của nó vào khoảng là 20 cm nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là khóa dây to, khóa dây nhỏ nhá. Đấy, khóa dây to, khóa dây nhỏ. Mật khẩu thì bên em để đều là nó là dãy số 0 hết nhá. Các bác cứ cho về 0 là mở ra được thôi. Cho về 0 là mở ra được bình thường nhá. Đấy, cho về 0 là mở ra. Đấy. Thì con nhỏ này thì sẽ là 60.000 này. À, nó trên 10 cm, còn con to này thì vào khoảng là 20 cm nhá.
Đấy, đều là dãy số 0 hết. Và về nhà các bác đổi mật khẩu thì rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần xoay cái này theo chiều kim đồng hồ này, sau đó các bác đổi mật khẩu xong thì các bác lại trả lại cho em. Đó là ok. Thì con to này thì dây to, dây to sẽ là 80.000 và dây nhỏ là 60.000 nhá, hai khóa dây như này. Tiếp theo thì nó sẽ là khóa chữ U nhá, khóa chữ U. Đấy, con này thì mật khẩu của nó cũng là dãy số 0 hết, các bác cứ cho về số 0 cho em là ăn tiền thôi. Cho về số 0. Đấy, sau đó thì các bác sập vào cho em. Đấy, mở ra thì nhấn cái nút này nó sẽ mở này. Đây cái nút màu đỏ này. Hàng thì của Đức nhá, Germany này, hàng của Đức này, đó, rất là ngon luôn nhá. Đấy, rất là ngon luôn, đó. Các bác lên cho em là khóa chữ U nhá. Con này thì giá của nó sẽ là chữ U này bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là khóa chữ U nhá, giá sẽ là 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái khóa chống trộm này. Khóa chống trộm này là 80.000, cái này các bác cứ về sử dụng và nó sẽ có còi hú nhá, có còi hú kêu rất là to luôn, giá 80.000. Đó. Tiếp theo thì cái bộ nhà kem này, bộ nhà kem đây. Đấy, 180.000 cho cái bộ nhà kem như này. Đó, 180.000 cho cái hộp nhà kem như này. Đây em sẽ có video cho bác xem. Nó gọn gàng và tiện lợi vô cùng. Không còn cái tình trạng để đồ bừa bãi như thế này nữa, rất là mất thẩm mỹ. Nhà mình có 2 người nên là mình chọn bộ 2 cốc. Cốc được úp ngược cho nên là luôn sạch sẽ và khô ráo. Bàn chải cũng vậy. Lọ kem đánh răng này thì mình xoáy vào đây, khi đưa bàn chải vào là nó tự động nhả kem cho mình luôn. Cũng nhờ nó mà mình có thể sắp xếp lại các đồ dùng trong nhà tắm một cách gọn gàng hơn. Có thêm một ngăn kéo nhỏ ở đây nữa cho các chị em có thể để mỹ phẩm hoặc là bông tẩy trang mà không lo bị ướt. Một điểm nhỏ mà mình rất thích đó là mình hoàn toàn có thể gắn nó lên tường mà không cần phải đóng đinh hay là bắn vít gì cả. Nên là việc tháo lắp và di chuyển nó sẽ dễ dàng hơn. Các chị em cũng có thể tự làm được. Mình chỉ cần vệ sinh sạch bề mặt rồi dán cái giá đỡ này lên tường. Chờ khoảng 5 đến 6 tiếng thì keo sẽ khô và bám chắc vào tường. Khi đó mình có thể lắp đặt kệ và để đồ đạc cá nhân lên thoải mái. Tải trọng tối đa lên tới 6kg cơ mà. Nó vừa đẹp vừa đa năng thế này mà chỉ có hơn 100 cành, cho nên là mình cũng vừa đặt đó. Thêm một cái nữa. Rồi cái bộ nhà em nó sẽ là 3 cốc nha, bộ này là 2 cốc các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mẫu đồng hồ T8 này. Đó. Đồng hồ T8 con này giá sẽ là 180.000, 180.000 cho cái đồng hồ, 170.000 cho cái đồng hồ T8 như này. Quai của nó thì bằng cao su mềm. Đấy, đồng hồ thì thân của nó bằng hợp kim. Về nhà này các bác sạc pin vào cho em. Đa số đồng hồ khi bên em gửi cho các bác là nó sẽ hết pin nhá. Đấy, hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đó, đây nó báo này. Có đốc sạc nhá. Đây. Đây là cái đốc sạc của nó này. Về nhà các bác cắm vào cái ổ USB xong đặt đó, đặt cái đồng hồ vào là nó sẽ ăn lẫy nhá, ăn lẫy này. Đấy, ăn lẫy vào đây. Đấy các bác nhá. Đấy. Thì rất là tiện luôn. Thì con này các bác có thể dùng đa di năng luôn, đo nhịp tim, đo huyết áp rồi nói chung là đa di năng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu ái luôn. Một con đồng hồ T8 như này giá sẽ là 170 cành nhá, 170 cành, 170.000 nhá. Lên nha, đồng hồ T8 170.000. Kéo cắt cành trên cao, hàng nội địa của Nhật, made in Japan, chuyên để cắt cây, cắt cành, có kèm cả lưỡi cưa luôn. 130.000, 130.000. Tiếp theo thì mài gót chân 90.000. Đấy, máy này các bác dùng cắm sạc này. Đấy, để các bác mài kỳ cọ các cái vùng da khô bị chết nhá. Có kèm thêm một cáp sạc và một hòn đá nữa này. Đấy, các bác dùng để mài này. Đấy, các cái phần tay chân các bác bị khô này. Đấy, bị bong chốc này. Đấy, bị da, da nó khô này, các bác mài đi cho em. Rất là tiện ích luôn nhá. Đó, giá sẽ là 90.000. Có hai nấc các bác nhá, máy mài cực khỏe luôn. Tiếp theo bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu nhá. Một hộp này của nó là 6 viên, hàng của thương hiệu Winling của Đức. Về nhà các bác thả vào ngăn đông tủ lạnh cho em. Sau đó thì lúc nào mình uống bia uống rượu thì mình gắp ra mình thả vào. Đó, nó sẽ làm lạnh và giúp cho các bác là làm lạnh mà giữ được nguyên cái chất của rượu bia nhá. Đó. Túi đựng rác này, một bịch này của nó sẽ là 35.000 một bịch, 100.000 ba bịch nhá. Một bịch này của nó là 100 chiếc, chuyên để đựng rác nhá. À, chiều dài của nó là 45 và chiều rộng của nó là đi 50. Đấy. 45 x 50 thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy. Thì mình để đựng rác vào đây và nó có túi, có quai sách đàng hoàng rất là tiện luôn. Có túi, có quai sách và nó sẽ có cho các bác là từng lớp một như này nhá. Từng lớp một này các bác này. Đấy, từng lớp một này về nhà nó sẽ có cái đường dập ở đây. Đấy, có cái đường dập ở đây thì các bác cứ bóc theo cái xé ra theo cái đường dập này cho em này. Đấy. Rất tiện ích luôn. Một bịch của nó là 100 chiếc luôn. Đây. Đấy, các bác có thể về là mình bỏ ra chiều một, nó là một chiều 45, một chiều 50. Đây, rất là to như này. Các bác đựng rác, đựng thả vào cái thùng rác nhà mình rất là ok luôn. Đấy, thả thùng rác nhà mình rất là ok nhá. Đó. Và có quai như này, các bác rút cái quai này lên ở đây. Quai rút lên ở đây này. Đấy, rất là tiện luôn. 35.000 một bịch. 35.000 một bịch 100 cái luôn. 35.000 một bịch 100 cái nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là 100.000 cho con máy xay tiêu này. Đấy, con này thì nó sẽ là con xay bằng tay nhưng mà hàng cực kỳ chất cho các bác luôn. Đấy. Chất liệu inox 304. Xoáy cái này ra.
cho tiêu vào đây cho em nhé, cho tiêu vào đây. Đó thì khi lúc nào mình ăn đến đâu thì mình xoay đến đấy nhá. Ăn đâu xoay đến đấy, các bác cứ xoay này cho em. Xoay này thì cái tiêu nó sẽ rơi ra ở cái phần đầu này và các bác có thể xoáy trực tiếp hoặc là hứng vào đây. Đấy rất là ok luôn. 100.000 cho con máy xay tiêu như này. Con này là hàng to đẹp nhá. Đấy, 100k máy xay tiêu. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một con máy con này thì chuyên dùng để mình vắt cam nhá. Đấy, máy vắt cam. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đó, cắm trực tiếp điện 220. Sau đó thì mình cho cam vào đây. Đấy, cho cam vào đây cho em. Đấy, ấn này, nó sẽ có vắt cho các bác và nó lọc vào đây. Nước nó sẽ xuống đây nhá. Có chế độ đảo chiều đảo trước luôn. Con máy vắt cam này sẽ là 190.000 cho con máy vắt cam như này. Con này thì dùng siêu tiện luôn. Hàng đẹp chất lượng, sử dụng trực tiếp điện 220, dễ dùng, có đảo chiều các kiểu con là điểu luôn. Đây, 190.000 nhá. Vắt rất là ngon luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là cái kệ đa năng nhá. Đấy, nó sẽ là 4 chân như này. Đấy, kệ đỡ đa năng, giá thì chỉ có 50.000 thôi, 50k. Đấy. Giá đỡ đa năng nhá, các bác có thể dùng để mình đỡ các cái phần như là chân tủ này, chân tủ kệ này hoặc là tủ lạnh, máy giặt các thứ để giữ thăng bằng rất là tốt luôn. Và nó có nam châm hít như này nhá. À, có cao su hít như này. Giá chỉ có 50 cành thôi, 50 cành cho một hộp 4 cái như này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là cái dây sạc này. Thì sẽ là dây sạc béo này. Dây sạc béo là giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Còn dây sạc nhanh 100W này, nó cũng 3 đầu luôn, cũng 3 đầu nhá, dây sạc nhanh 100W này. Đấy. Cái này thì các bác lên cho em là sạc béo nhá, cũng có 3 đầu ra như này. Có 3 đầu ra như này, giá của nó sẽ là 50.000. Còn con này cũng 3 đầu ra như này là sạc tự ngắt, giá sẽ là 40.000 nhá. Con này thì công suất của nó là 100W. Và nó sẽ tự ngắt, thì khi bác dùng ban đêm mà nó đủ nó sẽ tự ngắt, phòng chống cháy nổ nhá. Tự ngắt là 40.000, còn sạc béo này là 50.000 này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái sạc dự phòng nhá. Các bác lên cho em là sạc dự phòng này. Đấy. Một con sạc dự phòng như này, hàng của Nhật. Đấy, made in Japan con này, made in Japan, sạc dự phòng như này của thương hiệu Takasio, made in Japan này, hàng của Nhật cực chất lượng cho bác luôn. Có chân sạc vào sạc ra đầy đủ cho bác, công suất của nó sẽ là 20.000 mAh nhé, 20.000 mAh, 230.000 bên em bao ship tận nhà cho các bác luôn. Sạc dự phòng, lên cho em là sạc dự phòng nhá, sạc dự phòng 230.000. Đấy, tiếp theo là con dao thái rau nhá. Con dao thái rau như này, lên cho em là dao thái rau, giá thanh lý cho các bác 10.000 một chiếc dao thái rau như này. Lên cho em là dao thái rau, hàng của Kiwi này, chuyên để thái rau củ quả, 10.000 một chiếc. Tiếp theo là cái bình 20. Giá chỉ có 80 cành thôi, inox 304, dung tích khoảng 2 lít cả vỏ, bình 20, dung tích 2 lít cả vỏ, inox 304, keng keng luôn, sạch sẽ, dày dẫn chắc chắn nhá. Lên cho em là bình 20, con này thì chỉ dùng để đựng nước nguội thôi, nước nguội nước uống thôi chứ không giữ nhiệt được. Giá có 80.000 thôi, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ, bình 20, cân 5 này, con này là nó sẽ là cân bếp, cân được 5 cân trở lên, có tính năng trừ bì luôn, đó. Cân bếp cân được 5 cân trở lên, có tính năng trừ bì, có kèm pin luôn, có lô kèm pin, có lô không. Đó, giá của nó sẽ là 50 cành, lên cho em là cân 5 nhá. Đèn thần tài các bác này, đèn thần tài. Đó. Rất đẹp luôn, giá sẽ là 70.000 cái đèn thần tài như này, có kèm củ sạc luôn. Các bác có thể dùng chức năng là vỗ này nó sẽ lên này, nhưng trước khi vỗ thì các bác bật cho em cái đèn này lên này. Đấy. Vỗ này nó cũng lên này và các bác thổi nó lên. Đấy, thổi nó lên, thổi nó tắt rất là tiện luôn. Và cái này là nút nguồn này. Đấy. Giá sẽ là 70.000 cho con đèn thần tài như này. Lên cho em là đèn thần tài. Giá sẽ là 70k. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phỏng vấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Lên nhanh cho bác cái mã đó là dây led ngọc nhá. Đấy, led ngọc này nó là dạng hạt ngọc như này. Cái này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Con này thì nó sẽ có dòng 10m và dòng 20m nhá. Đấy. 10m nó sẽ là đi 80.000 và 20m là 120.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái led pháo hoa đây. Led pháo hoa thì giá của nó sẽ là 140.000, 140.000 cho cái ba cái mẫu led như này. Đó. Cái này thì em lên nhanh thôi tại vì em cũng có video giới thiệu các bác rồi. Đó. Led ngọc, led pháo hoa. Đó, đây. Thì đây. Cái này là led ngọc các bác này. Đó, led ngọc đây. Nó sẽ là sợi hạt ngọc như này các bạn này. Sợi hạt ngọc như này nhá. Ngâm nước thả xuống nước thoải mái luôn. Xe cộ đi lên không việc gì nhá. Còn đây là led pháo hoa các bạn này. Đấy, led pháo hoa đây. Thì led pháo hoa thì sẽ gắn lên tường như này. Đó. Nói chung là rất là ok, ngon lành. K
cành đào cho các bác sử dụng luôn. Đó, liên pháo hoa thì cũng rất là nhiều kiểu nháy nhá. Đây, coi trông chưa. Đấy, lên nhanh cho các bác thôi. Đó, là các cái mẫu LED nhá. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm về cái đồ mạ đồng nhá. Đấy, hợp kim mạ đồng. Đầu tiên nó sẽ là cái bình chè 4 lạng nhá. Hàng chất liệu bằng hợp kim mạ đồng, dày dẫn chắc chắn, đánh rơi đánh giếc thoải mái luôn. Con này là bình chè 4 lạng, giá của nó sẽ là đi 290.000 nhá, 290.000 cho cái bình chè 4 lạng này. Tiếp theo thì sẽ có cho các bác là một số các cái con gạt tàn này. Thì đầu tiên nó sẽ là một con voi nhá, con voi 190.000. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ mua đủ 200.000 là bên em bao ship rồi. Các bác cứ xem quẹo lựa nhá, mua đủ 200 bên em bao ship này. Con voi này, con voi 190.000 này. Tiếp theo là đến con trâu này. Con trâu rất là đẹp luôn này, con trâu cũng 190.000. Con này thì vừa là đồ cổ này, vừa là các bác dùng để trang trí đồ giả cổ này, vừa để trưng bày này, vừa để làm gạt tàn rất là ok luôn này. Con trâu là 220 này. Tiếp theo đến con cóc này. Đấy, con cóc cũng là 190.000 luôn. Hàng này thì rơi thoải mái nhá, rơi thoải mái luôn. Đó, rơi thoải mái các bác yên tâm. Chất liệu của nó là hợp kim mạ đồng, nó có vào khoảng là 20% đồng phủ bên ngoài, bền màu nhá các bác. Em bảo hành cho các bác 10 năm luôn, bảo hành 10 năm. Cam đoan bảo hành 10 năm màu vẫn giữ được màu như này. Đấy, trâu là 220 nhá. Trâu nó to hơn nhiều này. Trâu 220 này, cóc 190 này, voi 190 này. Đấy. Và một cái sản phẩm đó là cái con đực tam nhá. Đấy. Cái hộp tam đồng nhá, hộp tam đồng. Hộp tam đồng này thì giá cũng rất là hợp lý cho các bác luôn. Đó. Đây, hộp tam đồng như này. Giá chỉ có cho các bác là đi 90 cành tròn thôi. Đấy. Các bác bỏ tam vào đây cho em. Bỏ tam vào đây ấn lên, đẩy xuống này. Cái này thì vừa đẹp vừa xinh để bàn uống nước, bàn trà này, sạch sẽ đẹp sang trọng lịch sự. Đấy, sang trọng lịch sự đẹp. Ok, giá 90 cành nhá. Đấy là một số cái đồ đồng này. Tiếp theo là cái xịt chống thấm nhá. Xịt chống thấm đa năng. Các bác xịt trực tiếp lên các cái bề mặt cho em. Trước khi xịt thì mình lắc đều này. Lắc thật đều tay lên cho em. Và xịt lên các bề mặt này. Đấy, đây các bác nhá. Đó. Các bác xịt lên các bề mặt cho em. Đó. Lắc đều và xịt lên các bề mặt cho em nhá. Đó. Thì con này sẽ giúp cho các bác là đây. Nó sẽ có các cái thành phần là cao su non này. Đấy, cao su non như này. Đấy, nó sẽ chảy ra và thẩm thấu vào trong các cái đường nứt nhá, đường rãnh, đường nứt đấy, để giúp cho các bác là chống thấm rất là tốt luôn. Lên cho em là xịt chống thấm 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cốc tự khuấy nhá. Con này thì giá sẽ là 90 cành. Về nhà các bác lắp pin vào cho em là xong. Đấy, lắp pin vào bật lên là nó sẽ tự khuấy thôi. Đây. Lắp pin vào bật lên nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái hạt nam châm từ trường ở bên trong này. Đấy, giúp tự khuấy cho các bác rất là tốt luôn. Đây là cái nắp ở dưới đít nó nhá. Có hạt nam châm từ trường này. Các bác lắp hai viên pin vào đít này cho em. Đó, nó sẽ tự khuấy rất là tốt luôn. Đó. Các bác bật này cho em này. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 90.000. Lên cho em là cốc tự khuấy 90.000 nhá. Đó. Tiếp theo là cái bàn chải điện này. Bàn chải điện con này thì giá sẽ là 50.000 thôi. Một bộ bao gồm cho các bác là một bàn chải này, một thân máy này và bốn đầu bàn chải luôn nhá. Giá cực kỳ hạt rẻ hợp lý luôn. Một thân máy như này. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đó. Đây các bác thấy không? Đây. Máy chạy rất là khỏe luôn các bác nhá. Đấy. Máy chạy rất là khỏe luôn. Một thân máy và bốn đầu bàn chải nhá. Đấy. Một thân máy và bốn đầu bàn chải, giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đây, đây là cái đầu bàn chải của nó này. Đấy, đầu bàn chải đây. Các bác chỉ cần là lắp vào cho em là xong. Đấy, lắp nó có lẫy này các bác lắp vào. Đấy, lắp vào. Dùng rất là mạnh luôn, các bác thấy không? Đó. Và có các chế độ này. Đấy. Rất nhiều chế độ luôn nhá. Đó. Giá thì sẽ là giá của nó sẽ là 50.000 các bác nhá, 50.000. Đó. Rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mũ nồi nhá. Mũ nồi thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Giá thì sẽ là 100.000 nhá, 100.000 cho con mũ nồi như này. Đây, em sẽ lên hình đội. Đây. Đấy, đội vào rất là sang xịn mịn luôn. Đó theo, đó. Màu nâu nhá, màu nâu. Lên form lên dáng rất là đẹp luôn nhá, màu nâu này. Đấy, màu đen này. Chất liệu của nó thì bằng da nhá, da rất là mềm luôn, màu đen này. Đó, rất đẹp luôn nhá. Đó.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con mũ như này, giá chỉ có cho các bác là 100 cành thôi, 100 cành. Rất đẹp luôn các bác nhá, dỡ luôn, rất đẹp luôn. Đó. 100 cành nhá, 100 cành cho cái mũ nồi này các bác nhá. Mũ nồi này 100.000, rất đẹp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bếp từ nhá, 500.000 một chiếc này, bếp từ. Hàng của Nhật thương hiệu Makita. Hàng này thì cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Khi các bác nhận được hàng thì sẽ chọn bộ một bếp và một nồi nhá. Hàng này thì hàng công ty. Hàng công ty rất là dày dẫn chắc chắn nha. Riêng hàng này thì bảo hành cho các bác luôn, các bác yên tâm sử dụng này. Đấy. Những cái nồi này của nó rất là dày dẫn nhá, chứ không như cái hàng hàng Philips kia thì nó rất là mỏng. Riêng hàng này thì cái nồi của nó cũng khá là dày dẫn luôn này. Nắp những cái thứ ngon lành này. Đó. Một nồi như này nhá. Đấy, có tặng kèm một nồi này và một bếp như này. Hàng của thương hiệu Matica, hàng của Nhật nhá, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Sử dụng điện 220V. Đấy. Rất là ngon lành. Hàng này thì riêng hàng này em sẽ bảo hành lỗi một đổi một cho các bác trong vòng 10 ngày luôn. Đấy, bật lên này. Đấy. Đây, lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày nhá. Đấy. Đây, hàng của thương hiệu Makita này, Makita. Đó, công suất là 2000W, điện 220V. Đây. Đấy, có tiêu chuẩn là gọi là bảo vệ môi trường rồi tiết kiệm điện các kiểu con là điều luôn. Đây. Quấn của nó là bằng đồng hết nhá, dây quấn bằng đồng hết này. Đấy, đồng đỏ au luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành cho các bác nhá. Đó. Mặt kính cường lực nhá, mặt kính cường lực 5 ly. Đun cực kỳ là ngon luôn. Lên cho em là bếp từ nhá, bếp từ đúng không? Hả? Bếp từ à? Bếp từ nhá, lên cho em là bếp từ Makita nhá. Makita, đưa cả cái bếp hồng ngoại đây. Đấy, bếp từ Makita nhá. Đó, một con bếp như này. Giá sẽ là con này thì 500 một chùm con kia. Con này em sẽ lên cho các bác 495.000. 495.000 bớt cho các bác 5.000 để cho nó khỏi trùng với con kia. Đưa cái bút đây. Lên cho em là bếp từ nhá. Bếp từ con này thì nó sẽ có tặng cho các bác một cái nồi như này. Mặt vuông kính cường lực luôn nhá. Mặt vuông kính cường lực luôn. Dày dẫn chắc chắn. Có bo viền như này nhá. Có bo viền như này. Nồi dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, lên cho em là bếp từ nhá. Bếp từ. Đó, bếp từ giá sẽ là 495k nhá. Bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái mẫu đó là bếp hồng ngoại nhá. Đây, bếp hồng ngoại. Đấy, cũng của thương hiệu Makita luôn. Đấy, Makita luôn. Đó. Bếp hồng ngoại này cũng rất là ngon. Đấy, mặt của nó thì cũng là mặt kính cường lực này. Mặt kính cường lực. Bên ngoài thì nó có bo viền hết nhá. Tay cầm bằng nhôm nhá. Tay cầm bằng nhôm đúc nguyên khối này. Thân bếp các thứ rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, công suất của nó cũng là 2000W luôn. Con này thì nó sẽ là dòng bếp hồng ngoại này. Bếp hồng ngoại. Đấy. Mặt kính cường lực nhá. Con này thì giá sẽ là 500k nhá. 500.000 cho con bếp hồng ngoại như này. Lên cho em là bếp hồng ngoại nhá. Đây, bếp hồng ngoại này, giá sẽ là 500k nhá, 500k. 500k bếp hồng ngoại. Đó. Thì con bếp hồng ngoại này nó sẽ không có nồi, còn con bếp từ thì sẽ có nồi. Đây. Hai con này thì kích thước như nhau nhá. Hai em này kích thước như nhau luôn. Đó. Kích thước như nhau thì các bác cứ thế sử dụng thôi. Đó. Các bác mua bếp từ thì mua, mà mua bếp hồng ngoại thì mua. Giá cả cũng khá là hợp lý cho các bác thôi. Đó. Một con là 495.000, một con là 500.000. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba dao nhá. Đấy. Bộ ba dao. Đấy. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Bộ ba dao này sẽ là 260.000 cho bộ ba dao như này nhá. 260.000 cho bộ ba con dao như này. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k này. Đấy, còn con này sẽ là 40k nhá, 40k. Còn con này là 180.000, con dao chặt này là 180.000. Con này thì nặng khoảng 3-4 lạng. Hàng này thì cũng khá là bén luôn, em test thử giấy cho em nhá. Ui sởi ôi. Quá khủng khiếp luôn. Dao chặt mà dọc giấy như này là các bác yên tâm sử dụng rồi. Đấy các bác thấy không? Đây. Quá khủng khiếp luôn nhá. Đấy. Dao phải sắc đấy, dao chặt mà phải dọc giấy này là rất là bén các bác nhá. Thái thịt trâu thịt bò thoải mái luôn. Khoảng nặng khoảng 3-4 lạng. Đấy, liền nguyên khối như này. Đây, hàng của Nhật Japan to đùng các bác này. Con này giá của nó sẽ là 180.000 nhá, 180.000 này. Hai con này thì độ sắc thì khỏi phải bàn rồi, độ sắc thì siêu bàn rồi, siêu bén rồi các bác nhá. Đó. Độ sắc thì siêu bén rồi các bác thấy không? Nè, đấy thấy chưa? Đây, con này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đấy, lên cho em là dao thái nhá, thái gỗ này, cán của nó bằng gỗ, em lên luôn là dao thái gỗ. Giá sẽ là 90.000, còn con gọt kia thì siêu sắc rồi. Các bác chỉ dùng cẩn thận kẻo đứt tay nhá, 40.000. Đó, thế thôi. Tiếp theo thì con kéo cắt tôn nhá. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật và nó sẽ là nghiêng 45 độ như này. Thì khi mà các bác đưa vào
các cái miếng tôn ấy, thì các bác đưa vào thì cái miếng tôn nó sẽ nằm ở dưới này thì nó rất là an toàn, nó không bị đâm vào thủng tay và nó có trợ lực luôn, giúp cho các bác cắt nó rất là êm ái nhẹ nhàng. Đấy, lên cho em là kéo tôn trợ lực, giá sẽ là 160.000 con kéo tôn trợ lực như này nhá, 160k. Tiếp theo thì bên shop về các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu đồng hồ ô tô nhá. Con này thì giá chỉ có 40k thôi. Về nhà các bác có thể dán lên ô tô này. Đấy, dán lên ô tô hoặc là các bác có thể là dán lên động được. Đây, đồng hồ chạy bình thường, mặt màu trắng, sáng choang rất là đẹp luôn. Đấy, nó có cái miếng dán như này. Về nhà các bác bóc cái miếng dán này ra cho em. Đó. Bóc cái miếng dán này ra, sau đó thì các bác có thể là dán lên ô tô hoặc là dán lên chỗ nào cũng được, chỗ nào các bác thích dán thì dán lên. Đây, nó có cái miếng dán như này rồi. Đó. Về nhà các bác bóc ra, dán lên cho em. Đó. Đồng hồ thì rất là ngon lành, cành đào cho các bác luôn. Đó, rất đẹp. Giá sẽ là 40 cành, đồng hồ ô tô 40.000 nhá. Tiếp theo thì một con nhẫn đồng hồ, giá cũng 40.000 luôn. Đấy, nhẫn đồng hồ. Cái này thì nó sẽ là một cái đồng hồ và như một chiếc nhẫn luôn. Các bác đeo trực tiếp trên tay mình sử dụng nhá, vừa là đồng hồ vừa là nhẫn trang trí luôn. Con này thì giá của nó cũng là 40 cành thôi. 40 cành cho một con đồng hồ như này. Đấy, nhẫn đồng hồ nhá, nhẫn đồng hồ 40.000, đeo vào rất là đẹp luôn. Sang xịn mịn luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một con đồng hồ dây chuyền nhá, 60.000 cho con đồng hồ dây chuyền như này. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái dây chuyền như này các bác này. Dây chuyền như này, có một quả lắc phong thủy này. Đấy, một quả lắc phong thủy đính đá này. Đấy, kèm thêm là một con đồng hồ cực kỳ VIP luôn. Đó, đây, các bác có thể mở ra. Đó, mở ra như này, rất đẹp luôn. Con này thì cỡ của nó khoảng là 2 phân thôi. Chiều ngang của nó khoảng 2 phân nhá. Đó, rất đẹp luôn. Đấy. Thì các bác có thể đeo cổ này hoặc là đeo đâu tùy các bác. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó, mở ra, xoay này. Rất là phong thủy, rất là tuyệt vời luôn. Lên cho em là đồng hồ dây chuyền nhá, đồng hồ dây chuyền. Giá thì một con như này chỉ có cho các bác là đi 60.000 thôi, nó có mấy màu đấy thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi, 60.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bộ dao 100.000, bộ dao sói. Cái này bên em gọi nó là bộ dao sói tại vì nó rất là sắc bén luôn. Bộ dao sói rất là sắc bén, bao gồm 6 món nhá. Có những shop người ta sẽ bán rẻ hơn một chút nhưng mà nó chỉ có 5 món thôi. Cái này của em là có những shop mà bán rẻ hơn chỉ có 4 món thôi. Cái này của em là 5 món nhá, 5 món. Sẽ bao gồm cho các bác là 3 dao, một kéo và một cái nạo nhá, 3 dao. Một kéo à 3 dao, một cái nạo và một cái khui bia. Đấy, rất tiện ích luôn. Cái này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 nhá. Lên cho em là bộ dao sói 100.000 cho cái bộ dao sói như này. Đó, 100k cho cái bộ dao sói này các bác nhá. Lên cho em là bộ dao sói, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho cái bộ dao sói này. Đó. Qua lên cho em bộ dao sói 100.000. Tiếp theo là cái bếp ga mini nhá. Bếp ga mini này thì giá của nó cũng là 100.000 thôi. 100.000 cho con bếp ga mini như này. Các bác có thể dùng để mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi công tác đều ok hết nhá. Đấy, đây. Đi du lịch, đi học, đi làm, đi công tác đều ok hết nhá. Đây là cái phần thân bếp của nó này. Đây là cái phần chân này. Chân mở ra cho em này. Đấy, đây. Rất là ngon luôn. Các cái phần dẫn ga này đều bằng đồng hết nhá. Dẫn ga đều bằng đồng hết. Đây, đấy, phần dẫn ga bằng đồng này. Bật này. Có hệ thống đánh lửa tự động nhá. Con này giá sẽ là 100k. Lên cho em là bếp ga mini, giá sẽ là 100.000 cho con bếp ga mini như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá dắt dao nhá. Đấy, kệ dắt dao đũa, con này thì sẽ là 160.000. Con này thì hàng này thì nó sẽ là khá là tiện và sạch sẽ. Thứ nhất là hàng inox 304, rất là dày dẫn chắc chắn này. Đấy. Ở bên dưới thì sẽ có cho các bác là một cái khay để các bác hứng nước này. Hứng nước các bác có thể mở ra để đổ đi, hoặc là mình nghiêng đi là nó cũng đổ ra thôi. Đó. Đây. Đấy, con này thì các bác hàng inox 304 nhá, dày dẫn chắc chắn, kích thước là 20x118x201 này. Đó. Khá dày dẫn luôn. Dắt dao đũa các bác để trên bàn bếp rất là tiện đây, đúng như trên hình này, đúng như trên hình. Kệ dao đũa 160.000. Tiếp theo là cái tăm nước này, tăm nước 160.000. Các bác có thể dùng để mình vệ sinh răng, lợi, niếu các thứ luôn, nó sẽ có 4 đầu như này. Đấy, 4 cái đầu như này. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe nhá. Các bác cho nước vào thì cái tia nước nó sẽ tác động giúp cho các bác là vệ sinh sạch cái phần răng lợi nhá. Đó. Rất tiện luôn. Đây. Giá thì sẽ là 160.000. Cho nước vào đây cho em. Đấy, các bác cho nước vào đây. Đấy, nó sẽ hút lên và các bác lắp cái đầu tăm vào đây, lắp cái đầu tăm vào đây. Đấy. Bật lên cho em này. Đấy, bật lên. Đó. Thì nó sẽ xịt giúp cho các bác là đánh tam các cái mảng bám rồi vệ sinh răng lợi nhá. Có cáp sạc nhá. 160.000 cho cái tăm nước này. Lên cho em là tăm nước 160k nhá.
160k đấy các em, tăm nước này các bác này, 160.000. Vệ sinh liếu, vệ sinh răng lợn, 4 loại mũi luôn, 4 loại mũi cho các bác nhé, 4 loại lưỡi luôn. Đây, đấy, đây các bác này, vệ sinh răng lợn, tăm nước. Các bác đừng dùng cái tăm truyền thống nữa, nó không an toàn. Dùng cái tăm này rất là sạch sẽ. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con bộ V46 120.000. Đấy, bộ V46 120.000 các bác này. Đấy. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu vít từ 8 đến 12 này. À từ 8 đến 14 này, từ 8 14 này, đầu vít này, đầu khẩu này. 120.000 một cái bộ này thì giá quá là giá thanh lý rồi. Giá quá là thanh lý rồi các bác nhá. Đấy. Lắp vào cho em là xong nhá. Đấy, đây. Có xoáy nhanh, có đảo chiều, các kiểu con đà điểu luôn. Đó, xoáy nhanh, đảo chiều, con đà điểu. Đấy, các bác có thể lắp vào mọi chi tiết đều vừa hết nhá, rất là tiện luôn. Đó. Để là các bác làm vít làm bụng đều vừa hết nhá. Đó. Đầu khẩu đầu vít đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Đầu khẩu đầu vít đầy đủ, chỉ việc lắp vào là sử dụng thôi. Giá sẽ là 120.000. Lên mã giúp cho em đó là bộ V46 nhá. Bộ V46 120.000, cái bộ V46 này rất tiện ích luôn, 120.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con bộ bình 3 nhá, bộ bình 3 80.000. Đấy, có hôm về màu trắng, hôm về màu đen. Bao gồm 80.000 một cái bình 0.5. Bình này thì nó sẽ là vào bình này thì nó sẽ là vào khoảng cái bình này bao nhiêu lít đấy nhỉ? Hả? Nửa lít nhá. Bình này thì nửa lít này. Đấy. Có nắp đậy này này, các bác này, có nắp này, rất là tiện luôn nhá. Nắp này. Đấy, nắp đóng mở này. Bình này nửa lít nhá, các bác có thể đựng trà, đựng cà phê, giữ nóng giữ lạnh này, và có cốc luôn, có cốc nhá. Đấy, rất là tiện này. Các bác có thể đựng trà, đựng cà phê, đựng các loại hạt đồ uống đều ok hết. 80.000 thôi, 80.000 cho một cái bộ bình như này, bao gồm cho các bác là đi một cái bình và ba cái nắp, một bình ba nắp. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao SA78 nhá. SA78 hàng của Colombia, của Mỹ này. Hàng cực kỳ là ngon luôn, SA78. Con này thì cũng siêu bén luôn nhá, siêu bén luôn các bác thấy không? Nó rất là bén này. Sợ chưa? Nó siêu bén chưa? Đấy. Hàng thân dày như này mà vẫn còn bén như thế, hàng xịn lắm các bạn. Đấy. Đính đồng này, đấy, khâu đồng này, khâu thép này, đúc liền thân này, thân gỗ này, SA78 Colombia của Mỹ này, đó. Giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? 300 cành nhá, 300 cành bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Dao siêu bén luôn. Kích thước của dao thì dài khoảng 30, bản thì rộng khoảng 4cm và mình dày lắm, dày khoảng 5 ly. Đó, có bao vải bố như này nhá, có bao vải bố như này. Con này thì siêu đẹp, siêu tiện ích luôn. Giá rất hợp lý cho các bác để xem tham khảo và đặt mua. Rồi ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó.